Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Trừ Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Tập 7, 8. Sa môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. Sa môn Di Giá Thích Ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. Sa môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phủ chứng minh bản dịch. Đệ tử Phòng Dung Thọ Bồ Tát Giới, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh, Nghị, Đại Phu, Đồng Trung Thư Môn Hạ, Bình Trường Sự, Bút Thọ, Nhuận Bút, Tuyên Hóa Thượng Nhân, Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ Châu, Hoa Kỳ, lược giảng. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới, Phương Quảng Ngộ ghi chép, tâm nguyên dịch. Quyển 7, phần Chánh Văn và Giảng Giải. Kinh Văn. A Nan, Nhữ Vấn Nhiếp Tâm, Ngã Kim Tiên Thuyết, Nhập Tam Ma Địa, Tu Học Diệu Môn, Cầu Bồ Tát Đạo, Yếu Tiên Trì Thủ, Tứ Trùng Luật Nghi, Hiệu Như Băng Xương, Tự Bất Năng Sanh, Nhất Thiết Trì Diệp, Tâm Tam Khẩu Tứ, Sanh Tất Vô Nhân. Việt dịch. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm. Này trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào Tam Ma Địa tu học pháp môn vi diệu, cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ bốn loại luật nghi sáng trong như xương giá, tự không thể sinh ra các nhành lá, ba ý nghiệp bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Giảng giải. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm. Này trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào Tam Ma Địa tu học pháp môn vi diệu. Pháp môn vi diệu là theo nghĩa căn, để trở lại với tự tính nghe, cái tánh ấy trọn vẹn đầy đủ và hơn hẳn. Cầu đạo Bồ Tát trước hết cần giữ bốn loại luật nghi sáng trong như xương giá. Điều đầu tiên cần chuyên tâm tu dưỡng là gìn giữ bốn giới luật, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Giữ giới tà dâm không chỉ ở thân mà cả tâm cũng không được nghĩ đến. Quý vị phải loại trừ cả hai mới thoát được trần lao đáng chán này. Nếu như không loại trừ đi lòng khát khao ham muốn, ắt không dứt được trần cấu. Đối với sự giết hại mạng, trộm cắp, nói dối cũng vậy. Đấy là bốn giới luật rất quan trọng. Quý vị phải trở nên trong sáng như xương như giá, phải hoàn toàn sáng trắng, không một chút bợn nhơ trên nền trắng sáng ấy. Được vậy mới thật là tự nhiên trọn vẹn, tự không thể sinh ra các nhảy lá. Hoàn toàn thanh thoát, quý vị sẽ đạt đến bản nguyện căn, để ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Cả ba mối tham sân si đều khởi sinh từ tâm, cùng bốn khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Những điều đó sẽ không còn điều kiện và nguyên nhân để sinh khởi. Bởi vì quý vị đã thật sự giữ gìn bốn giới và hạnh thanh tịnh sẽ không còn thay đổi. Kinh Văn. A Nan, như thị tứ sự, nhược bất di thất, tầm thượng bất duyên, sắc hương vị xúc, nhất thiết ma sự, vân hà phát sinh. Việt dịch. A Nan, nếu giữ được bốn sự như vậy không thiếu sót, tâm ông cũng không còn duyên với sắc hương vị xúc, thì ma sự làm sao phát sinh ra được? Giảng giải. Nếu ông không còn đuổi theo ràng buộc với sắc hương vị xúc, không còn vướng vào những điều kiện đó, thì mầm mống ma sự sẽ biến mất, vậy chúng đâu còn sinh khởi. Kinh Văn. Nhược hữu túc tập, bất năng diệt trừ, nhữ giáo thị nhân, nhất tâm tụng ngã, Phật Đảnh Quang Minh, Ma Hà Tát Đát Đà Bát Đát La, Vô Thượng Thần Chú. Việt dịch. Nếu có tập khí các đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người đó nên nhất tâm tụng thần chú của ta, Phật Đảnh Quang Minh, Ma Hà Tát Đát Đà Bát Đát La. Giảng giải. Như có chúng sinh chưa dứt trừ tập khí trong các đời đã qua, ông dạy họ nhất tâm tụng chú. Điểm quan trọng ở đây là nhất tâm là tâm chuyên chú duy nhất, không có sự phân tâm. Như vừa tụng chú vừa nghi ngờ, đừng tụng chú mà suy nghĩ nam mô cái gì đây. Đấy là tâm phân vân giữa tin và nghi. Căn bản quý vị là một người nhưng rốt cùng lại có hai tâm. Một tâm có thể cho rằng tụng chú rất hữu dụng, còn tâm kia lại nghĩ tôi đang tụng cái gì mà tôi không biết. Phân vân như thế là sợ hãi. Quý vị phải nhất tâm mới được. Ma ha nghĩa là lớn. Tát đát đa bát đát la là tàn lọng tráng lớn, đại bạch tán cái. Khi quý vị tụng tát đát đa bát đát la, tức là cái lọng tráng lớn biểu hiện khoảng không nơi quý vị. Nếu có niềm tin sâu xa và cao cả, khi tụng câu chú này, tàn lọng sẽ che dập đến mấy ngàn dặm. Còn như quá ít ỏi, sức che của lọng chỉ riêng có một mình quý vị. Người giữ giới thanh tịnh cao cả, khi tụng niệm chú này,
cả đất nước cũng được che chở yên ổn, mọi hung hiểm đều hóa nhỏ và biến mất. Kinh văn: Từ thị Như Lai, vô kiến đảnh tướng, vô vi tâm Phật, tùng đảnh phát huy, tọa bảo liên hoa, sở thuyết tâm chú. Việt dịch: Đó là vô vi tâm Phật của vô kiến đỉnh tướng Như Lai, từ đỉnh hiện ra ngồi trên tòa sen nói thần chú. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là vô kiến đỉnh tướng Như Lai, đó là tướng mắt thường của chúng ta không sao thấy được, như phần sau kinh có mô tả. Lúc đó từ nơi nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang hiện ra ngàn cánh sen báu, trong sen báu có hóa thân Như Lai, từ đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách báu, trong mỗi hào quang đều có hiện ra kim cang bất tích, nhiều như số cát 10 con sông Hằng, sách núi cầm trì khắp cõi hư không. Đại chúng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy vừa yêu vừa sợ, cầu Phật che chở, một lòng lắng nghe đức phóng quang Như Lai từ vô kiến đỉnh tướng của Phật nói thần chú. Tôi biết đây là đoạn văn thuộc tâm, tôi không bao giờ quên. Đó là vô vi tâm Phật từ đỉnh hiện ra ngồi trên hoa sen nói thần chú. Chúng ta có thể đã bắt gặp thần chú có đại thiện căn này trong quá khứ, nhưng cho dù có gặp đi nữa cũng không học, học rất khó nhớ. Đó là lý do tại sao tôi kiểm tra chú Lăng Nghiêm nơi quý vị. Kinh văn: Thả nhữ túc thế giữ ma đăng giả, lịch kiếp nhân duyên ân ái tập khí, phi thị nhất sanh cập giữ nhất kiếp, ngã nhất tuyên dương ái tầm vĩnh thoát thành a la hán. Việt dịch: Và lại ông cùng nàng ma đăng giả do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp, thành tập khí ân ái không phải một đời hay là một kiếp, nhưng ngày khi ta tuyên dương thần chú thì nàng ma đăng giả liền thoát hẳn lòng yêu thành quả a la hán. Giảng giải: Và lại ông cùng nàng ma đăng giả do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp, trong quá khứ ông đã lấy nàng ấy 500 lần, thành tập khí ân ái không phải một đời hay là một kiếp. Ông có hai điều sâu nặng là tập khí và lòng yêu mến, đấy không phải là một lần, không phải là một đời hay là một kiếp, mà nó trải qua một thời gian dài, rất lâu dài. Nhưng ngay khi ta tuyên dương thần chú thì nàng ma đăng giả liền thoát hẳn lòng yêu, nàng ma đăng giả không còn tình cảm yêu đương và thành quả A-la-hán. Sau khi nghe thần chú và trở về với Phật được giáo hóa, nàng ma đăng giả được giác ngộ, đạt quả vị thứ ba của A-la-hán. Khi ngài Văn Thù hỏi về sự nhập định thì ma đăng giả liền đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Nàng ấy đã thành tựu trọn vẹn 4 quả rất nhanh, trong khi ngài A-nan vẫn chỉ dừng ở quả vị thứ nhất, chưa được tiến đạo. Kinh văn: Bỉ thượng dâm nữ vô tâm tu hành, thần lực minh tư tốc chứng vô học, vân hà nhữ đẳng tại hội thanh văn, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, thí như dĩ trần dương ư thuận phong, hữu hà nan hiểm. Việt dịch: Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì? Giảng giải: Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Nàng ma đăng giả là một dâm nữ, tự thân nàng ta hoàn toàn không theo đạo, nhưng sức thần chú đã bí mật giúp nàng ấy đạt được quả A-la-hán rất mau chóng. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật. Các ông là thanh văn trong pháp hội này, tức đang nghe Phật giảng dạy chắc chắn sẽ thành Phật. Ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì? Khi cần gió dưới bụi, bụi sẽ bay đi. Vậy có gì là khó khăn nguy hiểm đâu chứ? Kinh văn: Nhược hữu mà thế, dục tọa đạo tràng, tiên trì tỳ kheo, thanh tịnh cầm giới, yếu đương tuyển trạch, giới thanh tịnh giả, đệ nhất sa môn, dĩ vi kỳ sư, nhược kỳ bất ngộ, chân thanh tịnh tăng, nhữ giới luật nghi, tất bất thành tựu. Việt dịch: Trong đề mạt pháp, nếu có người muốn ngồi trong đạo tràng tu tập, trước tiên phải giữ giới cấm tỳ kheo thanh tịnh, và cần phải lựa chọn những vị cao tăng giữ giới thành tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Còn như gặp tăng chúng không thành tịnh, thì giới luật nghi sẽ không được thành tựu. Giảng giải: Trong đề mạt pháp, nếu có người muốn ngồi đạo tràng tu tập, trước tiên phải giữ giới cấm tỳ kheo thành tịnh. Việc đầu tiên của người thời mạt thế muốn ngồi vào bồ đề đạo tràng hoặc chùa, tháp hoặc đạo tràng, người ấy phải thọ giới tỳ kheo và giữ giới thành tịnh ấy. Bất cứ người nào muốn xuất gia làm tỳ kheo đều phải thọ giới và giữ gìn luật nghi, cho dù là một lỗi nhỏ cũng dứt khoát không phạm phải.
và cần phải lựa chọn những vị cao tăng giữ giới thành tịnh bậc nhất để làm thầy mình, tìm cho được một tăng nhân có giới đức cao cả để làm thầy mình. Còn như gặp tăng chúng không thành tịnh thì giới luật nghi sẽ không được thành tựu. Nếu không có được một thành viên của tăng già để truyền giới, tức giới hạnh của quý vị không được đầy đủ và chính xác, sự tu học vì vậy cũng không có kết quả. Kinh văn: Giới thành dĩ hậu, trước tân tịnh y, nhiên hương nhàn cư, tụng thử tâm Phật, sở thuyết thần chú, nhất bách bát biến. Nhiên hậu kết giới, kiến lập đạo tràng, việt dịch sau khi giới được thành tựu, người đó đắp y mới, sạch sẽ đốt hương và ở riêng một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói. 108 biến sau đó mới kết giới, dựng lập đạo tràng. Giảng giải: Sau khi thọ các giới được thành tựu, người đó đắp y mới sạch sẽ. Y mới sạch sẽ không phải là y đã mặc qua hoặc cũ kỹ. Họ phải đốt hương và ở riêng một mình. Ông phải đốt hương trước Phật và tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến. Tâm Phật ấy phát xuất từ vô kiến định tướng. Thần chú thuộc tâm chú, được nói từ tâm Phật. Và đoạn chú lăng nghiêm này phải được tụng 108 lần, sau đó mới kết giới dựng lập đạo tràng. Ở đây kết giới phải mở rộng ra khắp bốn phương đông tây nam bắc, ngăn ngừa bọn thiên ma đến nhiễu hại, đoạn mới thành lập đạo tràng. Kinh văn: Cầu ư thập phương hiện trụ quốc độ vô thượng, Như Lai phóng đại quang minh, Lai quán kỳ đảnh. Việt dịch: Cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp mười phương, phóng hào quang đại bi đến rọi trên đỉnh đầu mình. Giảng giải: Khi tụng 108 biến và thành lập đạo tràng, thì cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp mười phương. Đấy là trong phạm vi đất Phật đã lập, phóng hào quang đại bi đến rọi trên đỉnh đầu mình. Mong cầu chư Phật trong các cõi nước khắp mười phương phóng ánh sáng tử bi rọi lên đỉnh đầu để an ủi hộ trì. Kinh văn: A Nan, Như thị mạt thế, thanh tịnh tỳ kheo, nhược tỳ kheo ni, bạch y đàn việt, tâm diệt tham dâm, trì Phật tịnh giới, ư đạo tràng trung phát Bồ Tát nguyện, xuất nhập táo dục, lục thời hành đạo, Như thị bất mị, kinh tam thất nhật, ngã tự hiện thân, trí kỳ nhân tiền, ma đảnh an úy, linh kỳ khai ngộ. Việt dịch: A Nan, những hàng thanh tịnh tỳ kheo ni hoặc bạch y đàn việt, như vậy ở trong đời mạt pháp, tâm diệt tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật, ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ Tát, khi ra khi vào, khi tắm rửa, trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến ba tuần, thì ta tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đảnh đầu an ủi, khiến cho được khai ngộ. Giảng giải: A Nan, những hàng thanh tịnh tỳ kheo ni hoặc bạch y đàn việt như vậy ở trong đời mạt pháp, khi ấy có các thanh tịnh tỳ kheo ni hoặc đàn việt. Đàn việt là chỉ thí chủ, tức những người cư sĩ tại gia phụng sự tam bảo. Nếu những người như vậy tâm diệt tham dâm, đoạn dứt đi tham dục, giữ giới thanh tịnh của Phật ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ Tát: Một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ; Hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; Ba, pháp môn vô thượng thệ nguyện học; Bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn lời nguyện của Bồ Tát. Những người ấy khi ra khi vào, khi tắm rửa, trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến ba tuần, họ thực hiện hạnh nguyện của Bồ Tát trong đạo tràng, đoạn tụng thần chú lăng nghiêm, có khi phải đi ra ngoài, đi tắm gội trước khi trở lại đạo tràng. Suốt sáu thời trong đêm ngày, họ phải hành đạo trong ba tuần lễ, ngồi trong ba giờ, đi lại trong ba giờ, suốt 21 ngày đêm không ngủ nghỉ. Thì ta tự nhiên thân đến trước người ấy, xoa đảnh đầu an ủi, khiến cho được khai ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Ta sẽ hiện ra trước người ấy, lấy tay xoa lên đỉnh đầu của họ, khiến cho họ đạt được thánh quả. Thành lập đạo tràng. Kinh văn: A Nan, bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã mong Như Lai vô thượng bi hối, tâm dĩ khai ngộ, tự tri tu chứng, vô học đạo thành, mạt pháp tu hành, kiến lập đạo tràng, vân hà kết giới, hợp Phật Thế Tôn thanh tịnh quỹ tắc. Việt dịch: Ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con nhớ lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Nhưng người tu hành trong thời mạt pháp muốn lập đạo tràng phải kết giới thế nào?
để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn giảng giải. Sau khi ông An Nan nghe Phật giảng dạy, ông nghĩ phải hỏi về cách kết giới và lập đạo tràng. Ông An Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con nhớ lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Ông An Nan tự biết sẽ chọn nghiệp thành tựu quả vị A La Hán và hơn thế nữa. Nhưng người tu hành trong thời mạt pháp muốn lập đạo tràng phải kết giới thế nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Trong tương lai vào thời mạt pháp sẽ có người muốn lập đạo tràng, vậy họ phải làm thế nào để kết giới, làm thế nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật? Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhược mạt thế nhân nguyện lập đạo tràng, tiên thủ tuyết sơn, đại lực bạch ngưu, thực kỳ sơn trùng, phì nị hương thảo, thử ngưu duy ẩm, tuyết sơn thành thủy, kỳ phần vì tế, khả thủ kỳ phần, hòa hợp trên đàn, dĩ nê kỳ địa. Việt dịch: Phật bảo ông An Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, đầu tiên phải lấy phần con đại lực bạch ngưu ở núi tuyết sơn. Con bạch ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon trong núi, uống nước trong trên núi, do đó phân của nó mịn màng, lấy phân đó hòa với hương trên đàn để trát nên nền đất. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan hỏi về cách kết giới và lập đạo tràng, bảo ông A Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, đầu tiên phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi tuyết sơn. Con bạch ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon trong núi, uống nước trong trên núi, do đó phần của nó mịn màng, lấy phần đó hòa với hương trên đàn để trát nên nền đất. Phần của con bò ăn cỏ ấy đem trộn với hương trên đàn, sau đó trát lên nền đất. Kinh văn: Nhược phi tuyết sơn, kỳ ngưu xú uế, bất kham đổ địa, biệt ư bình nguyên, xuyên khứ địa bì, ngũ xích dĩ hạ, thủ kỳ hoàng thổ. Việt dịch: Nếu không phải ở tuyết sơn thì phân của bạch ngưu hôi bẩn, không trát đất được. Như vậy phải chọn nơi bình nguyên, đào sâu xuống 5 thước, lấy lớp đất vào. Giảng giải: Nếu không phải ở tuyết sơn thì phân của bạch ngưu hôi bẩn. Nếu bạch ngưu không ở tại tuyết sơn thì phân của nó hôi bẩn, không thể dùng để trát lên nền đất được. Như vậy phải chọn nơi bình nguyên, đào sâu xuống 5 thước, lấy lớp đất vào. Trong trường hợp ấy, ông phải chọn nơi đất bằng, đào sâu xuống 5 thước, lấy đất có sắc vàng, trát lên nền. Kinh văn: Hòa thượng trên đàn, trầm thủy tô hợp, huân lục uất kim, bạch giao thanh mộc, linh lăng cam tùng, cập kê thiệt hương, giữ thử thập trùng, tế la vi phấn, hợp thổ thành nê, dĩ đồ trường địa, phương viên trượng lục, vi bát giác đàn. Việt dịch: Lấy 10 thứ hương là trên đàn trầm thủy, tô hợp, huận lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, mỗi bên 1 trượng 6, thành cái đàn bát giác. Giảng giải: Lấy 10 thứ hương là trên đàn trầm thủy, tô hợp, huận lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, phải lấy đất vàng, trộn với 10 loại hương đó, nghiền thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, mỗi bên 1 trượng 6, thành cái đàn bát giác. Kinh văn: Đàn tâm trí nhất, kim ngân đồng mộc, sở tạo liên hoa, hoa trung an bát, bát trung tiên thịnh, bát nguyệt lộ thủy, thủy trung tùy an, sở hữu hòa diệp, thủ bát viên kính, cát an kỳ phương, vi nhiễu hòa bát, kính ngoại kiến lập, thập lục liên hoa, thập lục hương lô, gian hoa phô thiết, trang nghiêm hương lô, thuần thiêu trầm thủy, vô linh kiến hỏa. Việt dịch: Nơi giữa đàn đặt một hoa sen làm bằng vàng bạc đồng gỗ, ở giữa hoa để một cái bát, trong bát ấy đựng trước nước xương tháng 8, trong nước ấy cắm các hoa lá, đoạn lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái đặt một phía chung quanh hoa và bát, bên ngoài những gương ấy đặt 16 hoa sen, giữa các hoa sen đặt 16 lư hương tràng hoàng, trong lư hương chỉ đốt hương trầm thủy không để thấy lửa. Giảng giải: Ở nơi giữa đàn đặt một hoa sen làm bằng vàng bạc đồng gỗ, ở giữa hoa để một cái bát, trong bát ấy đựng trước nước xương tháng 8, trong nước ấy cắm các hoa lá, đoạn lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái đặt một phía chung quanh hoa và bát, lấy 8 cái gương tròn đặt đúng theo 8 phía làm thành hình bát giác.
Bên ngoài những gương ấy đặt 16 hoa sen, giữa các hoa sen đặt 16 lư hương trang hoàng. 16 hoa sen và 16 lư hương cùng đặt quanh đàn. Những lư hương trang hoàng để mọi người cùng cảm thấy thích thú, dễ chịu. Trong lư hương chỉ đốt hương trầm thủy, không để thấy lửa. Chỉ duy nhất đốt loại hương ấy và đừng để thấy lửa. Có nghĩa là hương và hoa không thấy được lửa. Nói khác đi, hương đặt bên trong lò sao cho ngọn lửa không thể thấy hương hay hoa. Kinh văn: Thủ bạch nghìu nhũ, trí thập lục khí, nhũ vi tiên bính, tinh trừ xa đường, dù bính nhũ mi, tô hợp mật khương, thần tô thuần mật, cập trừ quả tử, ẩm thực bồ đào, thạch mật trùng trùng, thượng diệu đẳng thực, ư liên hoàng ngoại, các thập lục, vi nhiễu hoàng ngoại, dĩ phụng trừ Phật, cập đại Bồ Tát. Việt dịch: lấy sữa bạch nghìu đựng trong 16 bình, dùng sữa làm bánh nướng, cùng các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa tổ hợp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ đều 16 bình, đặt bên ngoài và quanh vòng hoa sen để cúng dường chư Phật và các đại Bồ Tát. Giảng giải: lấy sữa bạch nghìu đựng trong 16 bình, dùng sữa làm bánh nướng, sữa trộn với bột làm bánh. Ngoài ra còn các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, loại gạo nấu nhừ với sữa, hương tổ hợp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt. Mỗi thứ đều 16 bình, đặt bên ngoài và quanh vòng hoa sen. Đặt bình trước mỗi hoa sen tổng cộng 16 bình như vậy để cúng dường chư Phật và các đại Bồ Tát. Kinh văn: Mỗi dĩ thực thời, nhược tại trùng dạ, thủ mật bán tăng, dụng tô tam hợp, đàn tiền biệt an, nhất tiểu hỏa xí, dĩ đầu lầu bà, hương tiên thủ, hương thủy, mộc dục kỳ nham, nhiên linh mãnh xí, đầu thị tô mật, ư phiêm lô nội, thiêu linh yên tận, hưởng Phật Bồ Tát. Việt dịch: trong mỗi thời dùng cơm và vào lúc giữa đêm, lấy lửa thăng mật và ba cáp bơ nơi trước đàn, để riêng một lư lửa nhỏ, lấy hương lầu đầu bà, nấu lấy nước thơm để rửa sạch than, đốt than trong lư cho đỏ hồng, rồi rót mật bơ vào, đốt cho hết khói, đoạn cúng dường chư Phật Bồ Tát. Giảng giải: trong mỗi thời dùng cơm và vào lúc giữa đêm, thời gian suốt bữa ăn trong ngày và lúc nửa đêm, lấy lửa thăng mật và ba cáp bơ nơi trước đàn, để riêng một lư lửa nhỏ nơi phía trước đàn, đặt duy nhất lư lửa, lấy hương lầu đầu bà, nấu lấy nước thơm để rửa sạch than. Than trước khi đem đốt phải được rửa sạch bằng nước có hương thơm, đốt than trong lư cho đỏ hồng, lửa đốt trong lư phải mạnh và rất nóng, rồi rót mật bơ vào, đốt cho hết khói, hết đoạn cúng dường chư Phật Bồ Tát. Mọi việc xong hết mới dâng cúng Phật Bồ Tát. Điều ấy giống như trong mật giáo, người ta thường đốt cả mật và bơ để cúng dường Phật. Thậm chí họ còn đốt nhiều vật giá trị như vàng bạc châu báu cúng dường chư Phật. Kinh văn: Linh kỳ tứ ngoại biến huyền phan hoa, ư đàn thất trung tứ bích phú thiết, thập phương Như Lai cập trừ Bồ Tát sở hữu hình tượng. Việt dịch: nơi bốn phía ngoài treo khắp phướng và hoa, ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát trên bốn vách. Giảng giải: nơi bốn phía ngoài treo khắp phướng và hoa, bốn phía ngoài tường là phạm vi vây quanh phòng đàn. Ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát trên bốn vách. Kinh văn: Ứng ư đường dương trường lô xá na, Thích Ca Di Lặc A Xúc Di Đà, trừ đại biến hóa quán âm hình tượng, kiềm kim càng tạng an kỳ tả hữu, đế thích phạm vương ô sô sắc ma, định làm địa ca trừ quân trả lợi, giữ tỳ câu chi tứ thiên vương đẳng tần na dạ ca, trường ư môn chắc tả hữu an trí. Việt dịch: nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Xúc, Phật Di Đà. Các hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát ở hai bên, những tượng của Đế Thích Phạm Vương, Ô Số Sắc Ma, Làm Địa Ca, Quân Trả Lợi, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca treo ở hai bên cửa. Giảng giải: nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Xúc, Phật Di Đà. Các hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm. Tỳ Lô Xá Na có nghĩa tràn khắp các cõi. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật tương lai trong thế gian này.
Hình tượng Ngài là vị Bồ Tát béo tròn. Phật A Súc ở phương Đông, Ngài còn có danh hiệu Dược Sư Phật. A Súc có nghĩa là bất động, phương Đông thường biến động, nhưng vị Phật ở đây là bất động. A Di Đà có nghĩa là ánh sáng vô cùng, thọ mạng vô lượng. Về sự biến hóa của Đức Quán Âm, bản kinh này cũng đã nói đến. Đoạn diễn tả Ngài có thể hiện thân có một đầu, có ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, hoặc 108 đầu. Hoặc diễn tả Ngài có một tay, ba tay, năm tay, bảy tay, chín tay, hoặc nhiều đến 108 tay, 1.000 tay, 10.000 tay, hoặc 84.000 tay. Lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát ở hai bên, đấy là các thần hộ pháp, thường biểu hiện vẻ mặt rất nghiêm khắc, đáng sợ. Những tượng của Đế Thích Phạm Vương. Đế Thích là vua tầng trời thứ 33, Ngài là Thượng Đế hoặc còn gọi là Thiên Chủ. Phạm Vương là Đại Phạm Thiên, Ô Số Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trả Lợi, Tỷ Câu Chi. Ô Số Sắc Ma là hỏa đầu kim cang, Lam Địa Ca có mặt xanh và là vị thần hộ pháp, Quân Trả Lợi có nghĩa là điều phục, hoặc còn có hiệu khác là Kim Cang Trí. Tỷ Câu Chi cũng là thần hộ pháp. Sắp bảy hình tượng của Tứ Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca treo ở hai bên cửa. Tần Na Dạ Ca là thần hộ pháp, vị này đặc biệt xấu và rất dữ tợn. Người Trung Quốc diễn tả có hai hộ pháp, một vị là Pina, mình người đầu lợn, một vị là Yachia, mình người đầu voi. Thân hình rất dài, người Ấn Độ mô tả thần Tần Na Dạ Ca là thần Ganapata, thân hình người đầu voi. Sự xuất hiện hình dạng kỳ dị đáng sợ như thế nhằm khiến cho mọi người khiếp sợ mà đối xử nhau cho phải đạo. Nơi cửa của Bồ Đề Đạo Tràng đều có đặt thần hộ vệ. Kinh văn: Hữu thủ bát kính phú huyền hư không, giữ đàn tràng trung sở an chi kính, phương diện tương đối sử kỳ hình ảnh, trọng trọng tương thiệp. Việt dịch: Lại lấy 8 cái gương treo úp trên không, mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã đặt trong đàn tràng, làm cho hình ảnh phản chiếu với nhau nhiều lớp. Giảng giải: Lại lấy 8 cái gương treo úp trên không, mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã đặt trong đàn tràng. Làm thế nào để treo được gương trong hư không, quý vị đều lấy làm lạ. Chẳng hạn như ngọn đèn treo trên trần nhà, nhưng làm sao để treo nó lơ lửng như mặt trời? Ở đây chẳng có gì lạ cả, đấy là treo các chiếc gương lơ lửng trên không trong phòng. Gương phải đặt sao cho đối diện với các gương khác, làm cho hình ảnh phản chiếu với nhau nhiều lớp. Những hình ảnh sẽ lồng vào nhau trùng trùng đến vô tận. Kinh văn: Ư sử thất trung trí thành đảnh lễ, thập phương Như Lai trừ Đại Bồ Tát cập A La Hán, hằng ư lục thời tụng chú nhiễu đàn, trí tâm hành đạo nhất thời thường hành, nhất bách bát biến. Việt dịch: Trong tuần 7 ngày đầu, trí thành đảnh lễ danh hiệu 10 phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A La Hán thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, trí tâm hành đạo, một thời thường tụng 108 biến. Giảng giải: Trong tuần 7 ngày đầu, trí thành đảnh lễ danh hiệu 10 phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A La Hán thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chú ở đây là thần chú Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trí tâm hành đạo, một thời thường tụng 108 biến. Trí tâm có nghĩa giúp quý vị không nghĩ ngợi gì khác, chỉ duy nhất chú tâm vào chú, mỗi lần tụng đọc là tụng suốt 108 biến không dừng nghỉ. Kinh văn: Đệ nhị thất trung nhất hướng chuyên tâm phát Bồ Tát nguyện, tâm vô gián đoạn, ngã tỷ nại gia tiên hữu nguyện giáo. Việt dịch: Trong tuần 7 ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn, trong luật nghi ta đã chỉ dạy về nguyện. Giảng giải: Trong tuần 7 ngày thứ hai hành đạo, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, quý vị phải thành tâm và chuyên chú đọc 4 lời nguyện của Bồ Tát. 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô thượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tâm không gián đoạn, tâm không dừng niệm chú lăng nghiêm và luôn nhớ lấy 4 điều thệ nguyện. Trong luật nghi ta đã chỉ dạy về nguyện, khi nói về giới luật ta đã dạy thực hành nguyện. Kinh văn: Đệ tam thất trung ư thập nhị thời nhất hướng trì Phật bát đát la chú, chí đệ tứ thất nhật thập phương Như Lai nhất thời xuất hiện, kính giao quang xứ thừa Phật ma đảnh. Việt dịch: Trong tuần 7 ngày thứ ba, trong suốt 12 thời, một mặt trì chú bát đát la chú của Phật
Đến ngày thứ 7 sẽ thấy 10 phương Như Lai nhất thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng của các mặt gương giao nhau và được Phật xoa đỉnh giảng giải. Trong tuần 7 ngày thứ 3, trong suốt 12 thời, một mặt trì chú Bát Đát La chú của Phật tụng đọc thần chú Đại Bạch Tán Cái, tức chú Kinh Lăng Nghiêm của Phật. Đến ngày thứ 7 sẽ thấy 10 phương Như Lai nhất thời xuất hiện. Cùng lúc ấy, chư Phật sẽ bất ngờ xuất hiện tại đạo tràng trong chỗ ánh sáng của các mặt gương giao nhau và được Phật xoa đỉnh. Quý vị sẽ được các đức Phật trong 10 phương xuất hiện và xoa lên đỉnh đầu. Hình ảnh động tác ấy sẽ hữu hiện trong ánh sáng các mặt gương phản chiếu đến vô cùng tận. Kinh văn: Tức ư đạo tràng tu tam ma địa, năng linh như thị, mà thế tu học, thần tâm minh tịnh, do như lưu ly. Việt dịch: Đoạn ở nơi đạo tràng đó tu pháp tam ma địa, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong thời mạt pháp, thân tâm được sáng tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. Giảng giải: Đoạn ở nơi đạo tràng đó tu pháp tam ma địa, nơi đạo tràng như miêu tả trên, khi được các Như Lai khắp 10 phương hiện đến xoa đỉnh, liền tu pháp tam ma địa, tức quay trở lại tánh nghe để nghe tự tánh, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong thời mạt pháp, thân tâm được sáng tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. Thân và tâm người ấy sẽ trong suốt như pha lê và sáng lóng lánh. Kinh văn: A Nan, nhược thử tỳ kheo bổn thọ giới sư, cập đồng hộ trung thập tỳ kheo đẳng, kỳ trùng hữu nhất bất thanh tịnh giả, như thị đạo tràng đa bất thành tựu. Việt dịch: A Nan, nếu như thầy truyền giới cho vị tỳ kheo ấy, hoặc trong 10 vị tỳ kheo đồng hội có một người giới hạnh không thành tịnh, thì các đạo tràng như vậy đa phần là không được thành tựu. Giảng giải: A Nan, ông nên biết, nếu vị tỳ kheo tu dưỡng và trì chú Lăng Nghiêm không đúng cách, ngay cả vị thầy truyền giới không được thành tịnh, hoặc vị ấy tu học từ vị tỳ kheo khác có giới đức không thành tịnh, vậy pháp hành ấy sẽ không có kết quả, nên đừng thực hiện. Nếu có những người không thành tịnh, có thể họ đã giữ giới và chưa phạm lỗi, Đức Phật đề ra các giới như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, thì họ phạm tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói những lời không chân thật. Trong trường hợp đó, sự lập bồ đề đạo tràng sẽ chẳng thành tựu, tất cả sự tu dưỡng, mọi lời thần chú đều không có hiệu quả. Do đó, nếu quý vị thực hiện giáo pháp này thấy không được như ý, quý vị đừng nói: Tôi hành trì trong đan suốt 3 tuần, nhưng Phật Thích Ca, các Phật trong 10 phương không đến xoa đỉnh đầu tôi. Tôi không thấy các vị ấy, có thể Phật Thích Ca dối tôi. Không phải như vậy, có thể là do tự thân quý vị không thanh tịnh, hoặc một trong ai đó trong số 10 vị chuyển giới không được thành tịnh. Chỉ cần một người không thành tịnh thì tất cả đều bất thành. Đây là điều chúng ta nên hết sức chú ý. Kinh văn: Tùng tam thất hậu, đoàn tọa an cư, kinh nhất bách nhật, hữu lợi căn giả, bất khởi vô tọa, đắc tu đà hoàn, túng kỳ thân tâm, thánh quả vị thành, quyết định tự tri, thành Phật bất mộng. Việt dịch: Từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày, người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi nên được quả tu đà hoàn. Mặc dù thâm tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không sai khác. Giảng giải: Từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày, việc ngồi thiền không giống như một số người. Họ ngồi được 2 tiếng đồng hồ và xem đó là kỳ công, tự cho là mình đã hơn được nhiều người. Thực ra điều ấy có thể ví như chú mèo con đấu sức cùng sư tử vậy. Ngồi nghiêm chỉnh có nghĩa là không nghiêng trái phải, cũng chẳng phải cúi về phía trước, ngả ra sau hoặc duỗi dài chân. Đấy không phải là ngồi yên và lo nghĩ: Ôi, chân tôi tê quá. Ngồi trải qua có nghĩa là không nghĩ tưởng gì khác. Ngồi 100 ngày là không đi ăn, cũng chẳng tự thư giãn, tự làm cho mình dễ chịu. Đơn giản chỉ ngồi 100 ngày, người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả tu đà hoàn. Người thông minh và có lợi căn sẽ ngồi 100 ngày, chắc chắn người đó sẽ được thánh quả thứ nhất của A-la-hán. Ngày nay quý vị không thể ngồi được trọn ngày, tuy vậy cũng có người nghĩ mình sẽ đạt được thánh quả, thực là buồn cười. Quý vị phải có khả năng ngồi trong 100 ngày mới có được kết quả. Mặc dù thâm tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không sai khác. Trong hiện tại họ chưa chứng được quả vị vô học, nhưng tin chắc mình sẽ thành Phật. Kinh văn: Nhữ vấn đạo tràng kiến lập như thị. Việt dịch: Ông hỏi đạo tràng thì cách thành lập như vậy. Giảng giải: Cách thức dựng lập đạo tràng là vậy. Tâm chú. Kinh văn:
A Nan đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, tự ngã xuất gia thị Phật kiêu ái, cầu đà phần cố vị chứng ngô vi. Việt dịch: ông A Nan đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật, từ khi xuất gia còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị vô vi. Giảng giải: sau khi ông A Nan nghe Phật Thích Ca giảng giải, ông bèn đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật, từ khi xuất gia còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật. Con nhờ vào lòng thương yêu đặc biệt của Phật đối với con, nhưng vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị vô vi. Ông ấy luôn muốn giỏi hơn nhiều người khác, tôi muốn vượt hơn kẻ khác và suy nghĩ. Ông không thể tụng kinh theo trí nhớ, nhưng tôi làm được. Ông không giảng được kinh, còn tôi thì nhớ rõ từng chữ. Ông vẫn luôn cạnh tranh mình là số một và quyết dùng sự đa văn của mình để đạt vị trí thứ nhất. Và thực vậy, A Nan trở thành đệ nhất đa văn, nhưng ông vẫn chưa đạt được quả vị vô vi, chưa vượt qua kiến thức học hỏi của chính mình. Đấy là điều rất đáng tiếc đối với ngài. Kinh văn: Tào bỉ phạm thiên tà thuật sở cấm, tâm tùy bình liễu lực bất tự do, lại ngộ văn thủ linh ngã giải thoát tùy mông Như Lai, Phật đảnh thần chú minh hoạch kỷ lực thượng vị thần văn. Việt dịch: khi bị tà thuật phạm thiên vây hãm, tâm tùy rõ ràng như sức chẳng tự do, nhờ gặp ngài văn thù khiến cho con được giải thoát. Mặc dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật đỉnh Như Lai, nhưng con vẫn chưa được nghe qua thần chú ấy. Giảng giải: khi bị tà thuật phạm thiên vây hãm, tâm tùy rõ ràng nhưng sức chẳng tự do, còn bị pháp thuật làm cho mê muội rối rắm, thân bị khốn đốn nhưng tâm còn vẫn sáng suốt. Đấy là khi A Nan không cảnh giác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rối loạn. Ông ấy rơi vào tình trạng mơ hồ như ngủ chưa tỉnh giấc, hoặc như người say rượu, nhưng A Nan không dùng rượu, trạng thái ấy giống như say rượu. Khi quý vị hỏi một người say, họ sẽ nhớ điều này quên điều nọ, tình trạng ngài A Nan là vậy. Hoặc ông ấy như lơ mơ khi ngủ, hẳn nhiên là chưa ngủ say, chưa chìm trong mộng mị. Ông ấy không có sức giải thoát chính mình, điều đó như đêm ngủ gặp quỷ kêu bàn trà. Nó có sức làm cho quý vị phải đờ đẫn mất cả tự chủ. Khi tình trạng ấy xảy ra, quý vị có thể tỉnh táo nhìn thẳng vào nó, nhưng bản thân vẫn bất động vì sức mạnh của quỷ. Đó là những gì ngài A Nan trải nghiệm. Mặc dù ngài có ý thức nhưng không tự kiểm soát, không được tự do tự tại, nhờ gặp ngài văn thù khiến cho con được giải thoát, được Phật phái Bồ Tát văn thù đến giải cứu, nhờ vậy con được giải thoát. Mặc dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật đỉnh Như Lai, nhưng con vẫn chưa được nghe qua thần chú ấy. Thần chú Phật đỉnh do Đức Thế Tôn Như Lai Phật tuyên thuyết, khi ngài văn thù đến chỗ con và tụng chú, và con đã thầm nhờ uy lực của chú ấy. Tức là khi văn thù đến, ngài không đọc chú thành tiếng mà chỉ thầm tụng. Tất cả quý vị nên đọc chú thành tiếng là khi ở trước Phật trong chùa, vậy mới có hiệu nghiệm. Nếu giữa đường phố mà quý vị đọc to tiếng Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Giả Đa Ra, ắt mọi người sẽ nghĩ đó là người điên. Quý vị đừng đọc một vài đoạn chú để khiến người khác xem thường bỉ báng pháp hành động lạ lùng kỳ dị của quý vị, để họ chế nhạo, vậy sẽ phạm tội. Quý vị đừng bảo nếu họ phạm tội thì đó là chuyện của họ, tôi cứ tụng thành tiếng mà họ phạm tội họ sẽ sa vào địa ngục thôi. Nếu quý vị có thái độ và ý định khiến người khác đi vào địa ngục thì xin quý vị đừng học Phật Pháp nữa. Người học Phật là người nhiều tình cảm, có lòng khoan dung đối với mọi người. Họ không hành động bất cứ điều gì để khiến kẻ khác phải xa địa ngục. Quý vị phải tu tập như vậy. Đừng nên nghĩ, hắn báng bổ tôi sẽ đi theo sau họ và đọc to chú Lăng Nghiêm. Họ chê bai tôi thì cho họ rơi vào địa ngục. Nếu nghĩ như thế thì quý vị lập tức dừng đọc chú Lăng Nghiêm, đừng học Phật làm gì nữa. Bởi vì người học Phật không ganh ghét ai, không gây trở ngại cho người, hoặc có tính ích kỷ nặng nề, đừng có thái độ tôi hơn người. Phật Pháp xuất hiện là cứu độ chúng sinh, chứ không phải khiến mọi người phạm tội. Quý vị phải hiểu rõ điều đó. A Nan nói, con thầm nhờ sức của thần chú, nhưng con chưa được nghe qua. Kinh văn: Duy nguyện đại từ trọng vi tuyên thuyết, bi cứu thử hội, trừ tu hành bối, mạt cập đường lai tại luân hồi giả, thừa Phật mật âm thân ý giải thoát. Việt dịch: chỉ nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho thương xót cứu giúp những hàng tu hành trong hội này và những kẻ đời sau còn trong luân hồi được nhập mật âm của Phật mà thân ý giải thoát. Giảng giải: chỉ nguyện Đấng Thế Tôn Đức Đại Từ tuyên nói lại cho
Mong muốn của con là được Phật nói lại cho con nghe bài chú và thương xót, cứu giúp những hàng tu hành trong hội này. Nguyện xin nói lại để cứu giúp những kẻ đời sau, còn trong luân hồi sáu nẻo, được nhờ mật âm của Phật mà thần ý giải thoát. Nhờ vào mật âm của Phật mà mọi người sẽ được giải thoát. Giải thoát là không còn tới lui sinh tử. Và chúng ta sẽ tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày để chúng sanh giải thoát mọi ràng buộc, giúp họ nhận ra những sai lầm tệ hại. Chẳng hạn mọi người đều biết hút thuốc lá là không tốt, nó phí thời gian và gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn cứ hút thuốc, biết rõ thuốc lá tác hại đến sức khỏe, họ vẫn không cố gắng từ bỏ. Biết sa sanh là không đúng, người ta vẫn hại sinh mạng vật. Biết tà dâm là không phải, họ vẫn coi thường điều đó. Biết trộm cắp là sai trái, họ vẫn đêm ngày rình rập lấy trộm đồ vật, tài sản của người khác. Không trộm xe hơi thì cũng lấy máy hát. Kẻ trộm biết mình phạm luật pháp sẽ bị cảnh sát bắt giữ, nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ. Đấy là biết sai nhưng vẫn làm. Kinh văn: Ư thời hội chung, nhất thiết đại chúng, phổ giải tác lễ, Ninh Văn Như Lai bí mật trường cú. Việt dịch: Khi ấy tất cả đại chúng trong hội thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu chú bí mật của Như Lai giảng giải. Khi ấy tất cả đại chúng trong hội rất đông đảo, các chúng cùng hội tập, thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu chú bí mật của Như Lai. Mọi người đều làm lễ và cùng đứng chờ nghe Phật nói từng chương cú thần chú. Chương gồm 5 đoạn của chú. Cú là bao hàm nhiều câu ngắn như Nam Mô Tát Đát Tha Tô Giả Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tòa. Nhưng chương và cú là điều bí mật, có nghĩa chúng ta không dễ gì hiểu được. Sự bí mật ấy nằm trong đoạn câu mà kiến thức của chúng ta không với tới. Khi quý vị tụng chú, quý vị không biết mình được lợi ích gì. Mặc dù có được nhiều lợi lạc nhưng chúng ta không biết rõ. Chúng ta cũng không biết về bí mật của chú. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, dũng bảo, dũng bách bảo quang, quang trung dũng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. Việt dịch: Khi ấy Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hảo quang báu. Trong hảo quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Giảng giải: Khi ấy Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế trên đỉnh đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm thứ hảo quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen bóng ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Hóa thân của Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh trong hào quang chói sáng. Kinh văn: Đảnh phóng thập đạo bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh giải biến thị hiện. Thập hằng hà sa kim càng mật tích, kinh sơn chỉ sử biến hư không giới. Việt dịch: Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo, trong mỗi đạo hào quang số lượng bằng 10 số các sông hằng, đều hiện ra các vị kim cang mật tích sách núi cầm chùy đầy khắp cả hư không. Giảng giải: Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo. Đỉnh ở đây là chỉ đỉnh đầu của hóa thân Như Lai. 10 đạo hào quang bách bảo xuất phát từ đỉnh đầu của hóa thân Phật. Trong mỗi đạo hào quang số lượng bằng 10 số các sông hằng, hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi, đầu đầu cũng có, đều hiện ra các vị kim cang mật tích sách núi cầm chùy đầy khắp cả hư không. Cùng lúc hào quang phóng xuất, các đức kim cang mật tích xuất hiện, tay cầm núi cầm chùy như Bồ Tát Vi Đà thường dùng, các vị ấy hiện hữu đầy khắp cả hư không. Kinh văn: Đại chúng ngưỡng quán úy ái kiêm bão, cầu Phật thị hỗ, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Việt dịch: Đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương che chở, một lòng nghe đức phóng quang Như Lai từ nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Giảng giải: Đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương che chở. Tất cả các đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỳ Kheo cùng các chúng tại đại hội ngẩng lên nhìn hóa thân Như Lai xuất hiện từ đỉnh Phật. Thảy đều sợ hãi khi nhìn thấy hóa thân Phật, đồng thời họ cũng cảm thấy yêu mến đấng Như Lai. Tình yêu đó không phải là loại tình cảm yêu đương giữa nam nữ, đấy là tình cảm yêu mến chân thật, thoát khỏi mọi ham muốn. Cả hai loại tình cảm cùng hiện hữu, khiếp sợ và yêu thương, do đó mọi người mong được Phật xót thương che chở. Một lòng nghe đức phóng quang Như Lai từ nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Mọi người đều chú tâm, đều muốn lắng nghe Phật, khối thịt nhỏ trên đỉnh đầu Phật gọi là vô kiến đỉnh tướng. Gọi vô kiến là vì người thường không nhìn thấy được.
Mọi người nhìn thấy hào quang bách bảo và hóa thần Phật xuất hiện trên đỉnh Phật để nói thần chú. Như vậy chú Lăng Nghiêm không phải do tự thần Đức Thích Ca nói ra, mà chính là hóa thần Phật tuyên thuyết từ hư không. Đối với thần chú, tức mật ngữ không ai có thể hiểu được, hoặc có thể giảng giải rõ từng âm tiết, từng câu chữ. Nhưng nếu quý vị muốn biết, tôi sẽ cố gắng giảng giải. Tuy nhiên ở đây không có thời gian, vì chúng ta đang nói về kinh Lăng Nghiêm, còn như chú, cho dù có giảng trọn một năm cũng chưa xong, thậm chí cả 3 năm, 10 năm cũng vậy. Do đó tôi sẽ chỉ thuyết minh về đại ý thôi. Chú Lăng Nghiêm phân làm 5 bộ, biểu thị 5 phương: Đông Nam, Trung ương, Tây Bắc. 1. Đông phương Kim Cang Bộ, Đức Phật A Súc là bộ chủ. 2. Nam phương Bảo Bộ, Đức Phật Bảo Sinh là bộ chủ. 3. Trung ương Phật Bộ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ. 4. Tây phương Liên Hoa Bộ, Đức Phật A Di Đà là bộ chủ. 5. Bắc phương Yết Ma Bộ, Đức Phật Thành Tịu là bộ chủ. Nhân vì thế giới có 5 đại ma quân nên có 5 phương Phật ngăn chặn trấn áp. Trong 5 bộ của chú, nhìn chung có hơn 30 pháp. Nếu giảng rộng, ắt có hơn 100 pháp. Có 5 loại pháp chính yếu sau. 1. Pháp Thành Tịu. Có nghĩa với pháp này, quý vị sẽ có được những gì tìm kiếm hoặc cầu nguyện, mong cầu điều gì đó. 2. Pháp Tăng Ích. Tức là khi quý vị tụng thần chú này, chẳng những chính quý vị được nhiều lợi ích mà cả những người khác cùng được lợi. 3. Pháp Cầu Triệu. Theo ý nghĩa, cầu triệu là bắt giữ và lệnh gọi các loài hữu tình, ma quỷ, không có gì thoát khỏi. Quý vị có thể đưa chúng trở lại và bắt giữ. Chẳng hạn có ai đó gây hại người nào và xa chạy cao bay. Nếu biết sử dụng pháp cầu triệu thì chắc chắn kẻ đó không trốn khỏi. 4. Pháp Hạng Phục. Loài quỷ cũng có pháp thuật và chú để chúng sử dụng. Khi mình tụng chú của mình thì chúng tụng chú của chúng. Nhưng nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ phá tan các loại chú của chúng. Tôi cũng đã nói qua về uy lực của chú. Nó có công năng đánh đuổi và hủy diệt chú thuật của bọn ma vương gây hại. Đối với những ai chưa học cũng nên lưu ý điều đó. Nhưng tại sao khi tụng chú Lăng Nghiêm thì chú của Phạm Thiên thành vô hiệu? Đấy là vì ngũ đại tâm chú Chu Tuân Ni Ơ Cha La Mi Li Chu Pua Li Tan La Ye Ninh Chia Li. 5 đoạn trên là ngũ đại tâm chú. Đấy là chú căn bản để hủy diệt các chú thuật và đánh đuổi bọn thiên ma cùng các quyến thuộc. Loại tâm chú này khi sử dụng thì mọi chú thuật của bọn ma đều vô hiệu. Với những pháp này tôi có thể đánh đổi được vài triệu tiền đô, nhưng tôi không bán. Nếu quý vị có lòng thành, tôi sẽ truyền cho quý vị hoàn toàn miễn phí. 5. Pháp Tức Tài. Tất cả mọi tai ương họa hại đều được ngăn ngừa, tránh khỏi. Chẳng hạn có ai đó rơi xuống biển, nhưng nếu người đó tụng chú Lăng Nghiêm chắc chắn sẽ tránh được tai họa, tức là rơi tõm xuống biển nhưng không chết chìm. Có thể quý vị ở trong con tàu lẽ ra phải chìm, nhưng quý vị tụng thần chú này tàu sẽ không chìm. Hoặc có thể đi trên chiếc máy bay hỏng hóc, nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm máy bay cũng sẽ hạ cánh an toàn. Tôi xin kể một câu chuyện thật khó tin. Lần đó tôi đi từ Miến Điện sang Thái Lan, đường bay lúc đó rất nguy hiểm. Nhưng suốt cuộc hành trình máy bay chẳng có dấu hiệu gì là bất ổn và chuyến đi hết sức bình yên thuận lợi. Ngay cả viên phi công cũng lấy làm lạ. Tại sao chuyến bay lại được êm xuôi như thế? Anh ta không biết trong suốt chặng đường đó đã có thiện thần Bát Bộ Thiên Long và cả chư Phật các Bồ Tát cùng hộ trì chuyến bay được an toàn thuận lợi. Đấy là cách hành pháp trừ họa tức tai. Khi có một sự cố xảy ra, nó có thể hóa lớn thành bé và họa bé cũng dễ dàng biến mất. Thường khi sự cố xảy ra, nó sẽ có báo động nhưng không nguy hiểm nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm. Lợi ích của chú rất lớn, cho dù có bỏ ra vài năm giảng giải cũng không dứt. Ở đây tôi chỉ nói qua vài pháp và ý nghĩa của pháp ấy thôi. Thần chú Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Đệ nhất, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tòa. Nam Mô Tát Đát Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam Mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa Tát Đa Bệ Thệ. Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam Miệu Tam Bồ Đà Cu Tri Nẩm Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẩm. Nam Mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm. Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nẩm. Nam Mô Ta Yết Rị Đa Già Ri Nẩm. Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm Tam Miệu Già Ba Ra Đề Ba Đa Na Nẩm. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nỏa. Nam Mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nỏa Xá Ba Na Yết Ra Hà Ta Hà Ta Ra Ma Tha Nẩm.
Nam mô Bạt Ra Ha Ma Ni, Nam mô Nhân Già Ra Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Ra, Ô Ma Bát Đế Ta Hề Dạ Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Già Noa Ra, Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Ra, Nam mô Tất Yết Rị Đa Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Ra, Địa Rị Bát Lạc Na, Già Ra Tỷ Đà Ra, Bà Noa Ca Ra Ra, A Địa Bục Đế Thi Ma Xá Na Nê, Bà Tất Nê Ma Đắc Rị Già Noa, Nam mô Tất Yết Rị Đa Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Giá Đa Câu Ra Ra, Nam mô Bát Đầu Ma Câu Ra Ra, Nam mô Bạc Xà Ra Câu Ra Ra, Nam mô Ma Ni Câu Ra Ra, Nam mô Già Xà Câu Ra Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Du Ra Tây Na Ba Ra Ha Ra Na Ra Xà Ra Đa Tha Giá Đa Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Ra Đa Tha Giá Đa Ra, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế A Sô Bệ Ra Đa Tha Giá Đa Ra, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Xà Ra, Cầu Lô Phệ Trụ Rị Ra Bác Ra Bà Ra Xà Ra, Đa Tha Giá Đa Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Bí Đa, Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Ra, Đa Tha Giá Đa Ra, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giã Mẫu Na Duệ, Đa Tha Giá Đa Ra, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra, Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Ra, Đa Tha Giá Đa Ra, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra, Đế Biểu Nam Mô Tát Yết Rị Ra Ế Đàm Bà Già Bà Đa, Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam, Tát Đát Đa Bát Đát Làm, Nam Mô A Bà Ra Thị Đàm, Bác Ra Đế Dương Kỳ Ra, Tát Ra Bà, Bộ Ra Yết Ra Ha Ni Yết Ra Ha Yết Ca Ra Ha Ni, Bạc Ra Bí Địa Ra, Sất Đà Nẻ A Ca Ra Mật Rị Trụ, Bát Rị Đát Ra Ra, Nảnh Yết Rị, Tát Ra Bà, Bàn Đà Na Mục Xoa Ni, Tát Ra Bà, Đột Sắc Cha Đột Tất Phạt, Bát Na Nẻ, Phạt Ra Ni Giả Đô Ra Thất Đế Nẩm Yết Ra Ha, Ta Ha Tát Ra Nhã Xà, Tỳ Đa Băng Ta Na Yết Rị, A Sắc Cha Băng Xá Đế Nẩm Na Xoa, Sát Đát Ra Nhã Xà, Ba Ra Tát Đà Na Yết Rị, A Sắc Cha Nẩm, Ma Ha Yết Ra Ha Nhã Xà, Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Rị, Tát Bà Xá Đô Lô, Nẻ Bà Ra Nhã Xà, Hô Lam Đổ Tất Phạt, Nàn Giá Nà Xá Ni, Bí Xa Xá, Tất Đát Ra, A Kiết Ni Ô Đà, Ca Ra Nhã Xà, A Bát Ra Thị Đa Câu Ra, Ma Ha Bát Ra Chiến Trì, Ma Ha Điệp Đa, Ma Ha Đế Xà, Ma Ha Thuế Đa Xà Bà Ra, Ma Ha Bạc Ra Bàn Đà Ra, Bà Tất Nẻ A Rị Gia Đa Ra, Tỳ Rị Câu Chi Thệ Bà Tỳ Xà Ra, Bà Xà Ra Ma Lễ Đẻ Tỳ Xá Lô Đa Bột Đằng Dõng Ca, Bà Xà Ra Chế Hắc Na A Giá Ma Ra Chế Bà Bát Ra Chất Đa, Bà Xà Ra Thiện Trì Tỳ Xá Ra Giá Phiến Đa Xá Bệ Đẻ Bà Bổ Thị Đa Tô Ma Lô Ba, Ma Ha Thuế Đa A Rị Gia Đa Ra, Ma Ha Bà Ra A Bác Ra, Bà Xà Ra Thương Yết Ra Chế Bà, Bà Xà Ra Câu Ma Rị Câu Lam Đà Rị, Bà Xà Ra Hắc Tát Đa Giá Tỳ Địa Gia Kiền Giá Na Ma Rị Cà Khuất Tô Mẫu, Bà Yết Ra Đá Na Bệ Lô Giá Na, Cầu Rị Gia Dạ Ra Thố Sắc Ni Sam, Tỳ Chiếc Lam Bà Ma Ni Giá, Bà Xà Ra Ca Na Ca Ba Ra Bà, Lô Xà Na Bà Xà Ra Đốn Chỉ Giá, Thuế Đà Giá, Ca Ma Ra, Sát Xà Thi, Ba Ra Bà, Ế Đế Di Đế, Mẫu Đà Ra, Yết Noa Ta Bệ Ra Sám, Quật Phạm Đô, Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Đệ Nhị, Ô Hồng, Rị Sắc Yết Noa, Bác Lạc Xá Tất Đa, Tát Đát Tha, Già Đô Sắc Ni Sam, Hổ Hồng Đô Lô Ung, Chiêm Bà Na, Hổ Hồng Đô Lô Ung, Tất Đàm Bà Na,
Hổ Hồng Đô Lô Ung Ba Ra Sắc Địa Ra Tam Bát Xoa Noa Yết Ra Hổ Hồng Đô Lô Ung Tát Bà Dược Xoa Hắt Ra Sát Ta Yết Ra Ha Nhã Xà Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra Hổ Hồng Đô Lô Ung Giả Đô Ra Thi Đẻ Nầm Yết Ra Ha Ta Ha Tát Ra Nầm Tỳ Đằng Băng Tát Na Ra Hổ Hồng Đô Lô Ung Ra Xoa Bà Già Phạm Tát Đát Tha Giả Đô Sắc Ni Sam Ba Ra Điểm Xá Kết Rị Ma Ha Ta Ha Tát Ra Bồ Thọ Ta Ha Tát Ra Thất Rị Sa Câu Tri Ta Ha Tát Nê Đế Lệ A Tệ Đề Thị Bà Rị Đa Cha Cha Anh Ca Ma Ha Bà Xà Lô Đà Ra Đế Rị Bồ Bà Na Man Trà Ra Ô Hồng Ta Tất Đế Bạc Bà Đô Mạ Mạ Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa Đệ Tam Ra xà bà dạ, chủ ra bà dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, đi xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra trước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nẻ bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm bà già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lạc xà đàn trà bà dạ, na già bà dạ, Tỳ Điều Đát Bà Dạ, Tô Ba Ra Noa Bà Dạ, Dược Xoa Yết Ra Ha, Ra Xoa Tư Yết Ra Ha, Tất Rị Đa Yết Ra Ha, Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha, Bộ Đa Yết Ra Ha, Kiêu Bàn Trà Yết Ra Ha, Bổ Đơn Na Yết Ra Ha, Ca Tra Bổ Đơn Na Yết Ra Ha, Tất Kiển Độ Yết Ra Ha, A Bá Tất Ma Ra Yết Ra Ha, Ô Đàn Ma Đà Yết Ra Ha, Sa Dạ Yết Ra Ha. Hê rị bà đế yết ra ha xả đa ha rị nầm yết bà ha rị nầm lô địa ra ha rị nầm mang ta ha rị nầm mê đà ha rị nầm ma xả ha rị nầm sa đa ha rị nữ thị tỷ đa ha rị nầm tỷ đa ha rị nầm bà đa ha rị nầm a du giá ha rị nữ chất đa ha rị nữ đế sam tát bệ sam tát bà yết ra ha nầm Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca, hất rị đầm. Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni, hất rị đầm. Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bát đáp dạ, lô đà ra, hất rị đầm. Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa, hất rị đầm. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di đát đoà già lô trà tây hất rị đầm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di ma ha ca ra ma đắc rị già noa hất rị đầm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di ca ba rị ca hất rị đầm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di xà dạ yết ra ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt na hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di giả đốt ra bà kỳ nẻ hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ rị dương hất rị chi nan đà kê sa ra giả noa bác đế sách hề dạ hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di na yết na xá ra bà noa hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di a la hán hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ đa ra già hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di bà xà ra ba nẻ câu hê dạ ca địa bát đế hất rị đầm Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di ra xoa vòng bà già phạm ấn thố na mạ mạ tỏa đệ tứ bà già phạm tát đác đà bát đác ra Nam Mô Tý Đô Đế A Tất Đa Na Ra Lạc Ca Ba Ra Bà Tất Phổ Trà Tỳ Ca Tát Đát Đà Bát Đế Rị Thập Phật Ra Thập Phật Ra Đà Ra Đà Ra Tần Đà Ra Tần Đà Ra Sân Đà Sân Đà Hồ Hồng Hồ Hồng Phấn Trà Phấn Trà Phấn Trà Phấn Trà Phấn Trà Ta Ha Hê Hê Phấn A Mâu Ca Gia Phấn A Ba Ra Đè Ha Gia Phấn Ba Ra Bà Ra Đà Phấn A Tú Ra Tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đè bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca trà bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang trì đế tệ phấn,
Tát bà đột sát tỷ lê, hất sắc đế tệ phấn, Tát bà thập bà lê tệ phấn, Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, Tát bà xá ra bà noa tệ phấn, Tát bà địa đế kê tệ phấn, Tát bà đát ma đà kê tệ phấn, Tát bà tỳ đà ra ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỷ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nẻ tệ phấn, bạt xà ra cầu ma rị tỷ đà dạ la thệ tệ phấn, ma ha ba ra đình dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương yết ra dạ ba ra trượng kỳ ra xà ra phấn, ma ha ca ra dạ ma ha mạt đắc rị ca noa, nam mô ta yết rị đa ra phấn, tỷ sắc noa tỷ duệ phấn, bồ ra hà mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn tri duệ phấn, miệt đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bát rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na bà tư nẻ duệ phấn, diễn kiết chất tát đoà bà tòa mạ mạ ơn thố na mạ mạ tòa. Đệ ngũ đột sắc trà chất đa, a mạc đắc rị chất đa, ô xà ha ra, già ba ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tả ha ra, bát bà chất đa, đột sắc trà chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra xoa ta yết ra hà, bế lệ đa yết ra hà, tỳ xá giá yết ra hà, bộ đa yết ra hà, kiều bàn trà yết ra hà, tất kiền đa yết ra hà, ô đát ma đà yết ra hà, xà dạ yết ra hà, a bá tất ma ra yết ra hà, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra hà, rị phật đế yết ra hà, xà di ca yết ra hà, xá câu ni yết ra hà, lào đà ra nam địa ca yết ra hà, a lam bà yết ra ha, kiền độ bà ni yết ra ha, thập phà ra yên ca hê ca, trị đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đẻ thập phà ra, tỷ sa ma thập phà ra, bạt đẻ ca, tỷ đẻ ca, thất lệ sắc mật ca, ta nẻ bát đẻ ca, tát bà thập phà ra, thất lô kiết đế, mạt đà, bệ đạt lô chế kiếm, a ỉ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra hà yết làm yết noa dù làm đảng đa dù làm hất rị dạ dù làm mạt mạ dù làm bạt rị thất bà dù làm tỷ lật sắc cha dù làm ô đà ra dù làm yết chi dù làm bạt tất đế dù làm ô lô dù làm thường giả dù làm hắc tất đa dù làm bạt đà dù làm ta phòng án già bát ra trượng giả dù làm bộ đa tỷ đa trà trà kỳ ni thập bà ra đà đột lô ca kiến đốt lô kiết trì bà lộ đa tỷ tát bát đô hà lăng già du sa đát ra tà na yết ra tỷ sa dụ ca a kỳ ni ô đà ca mà ra bệ ra kiến đa ra a ca ra mật rị đốt đát liệm bộ ca địa lật lặc tra tỷ rị sắc chất ca tát bà na câu ra tứ dẫn giả tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô mà ra thị phệ đế sam ta bệ sam tất đát đa bát đát ra ma ha bà xà lô sắc ni sam ma ha bát lạc trượng kỳ lam dạ ba đột đà xá dụ xà na biện đát lệ noa tỷ đà ra bàn đàm ca lô di đế thủ bàn đàm ca lô di bát ra tỷ đà bàn đàm ca lô di đát địa tha án an na lệ tỷ xá đề bệ ra bạt xà ra đà rị bàn đà nẻ bạt xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha. Kinh văn: A nan, thị Phật đảnh quang tụ tát đát đa bát đát la bí mật giả đà vi diệu trường cú xuất sanh thập phương nhất thiết chư Phật thập phương Như Lai nhân thử chú tâm đắc thành vô thượng chánh biến trì giác. Việt dịch: A nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật tát đát đa bát đát la của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô thượng chánh biến trì giác. Giảng giải: A nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật tát đát đa bát đát la của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật
Trước câu Tát Đát Đà Bát Đát La còn có hai chữ Maha nghĩa là lớn, Hán dịch Đại Bạch Tán Cái tức lọng tròn lớn. Cái lọng này có bao trùm các chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới. Kệ là đoạn lặp lại trùng tụng, chú là mật ngữ gồm nhiều câu nối tiếp nên gọi là kệ bí mật. Bài chú này sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương, do đó chú là nghiêm còn gọi là mẹ của chư Phật. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô thượng chánh biến tri giác. Do chú là nghiêm mà các đức Phật được chánh biến tri. Chánh biến tri là sự biết từ tâm ứng khởi với mật pháp, cũng tức là mật pháp xuất hiện từ tâm. Kinh văn: Thập phương Như Lai chấp thử chú tâm, hàng phục chư ma, chế trừ ngoại đạo. Việt dịch: Mười phương Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Giảng giải: Tâm chú tức chú là nghiêm được tuyên thuyết từ khóa thần Phật, ngồi trên sen bóng trong ánh hào quang từ đỉnh Phật Thích Ca. Mười phương Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Đấy là tâm chú và là tâm chú của các Phật, nên các thiên ma và hàng ngoại đạo tà kiến đều sợ hãi đánh ra thần chú này. Kinh văn: Thập phương Như Lai thừa thủ chú tâm tọa bảo liên hoa ưng vi trần quốc. Việt dịch: Mười phương Như Lai hành tâm chú này, ngôi tòa sen báu ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Giảng giải: Mười phương Như Lai hành tâm chú này, nhờ vào thần chú tức uy lực của tâm chú và ngồi tòa sen báu rất nhiều hoa ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Hóa thân Như Lai thị hiện trong các cõi nước nhiều như số vi trần. Đấy là uy lực của tâm chú lăng nghiêm. Kinh văn: Thập phương Như Lai hàm thử chú tâm, hư vi trần quốc truyền đại pháp luân. Việt dịch: Mười phương Như Lai ngậm tâm chú này nơi cõi nước như số vi trần, chuyển bánh xe pháp lớn. Giảng giải: Khi mười phương Như Lai nơi cõi nước như số vi trần chuyển bánh xe pháp lớn, thảy đều nhờ vào thần chú và ngậm tâm chú này. Kinh văn: Thập phương Như Lai trì thử chú tâm, năng ư thập phương ma đảnh thọ ký, tự quả vị thành, diệt ư thập phương mông Phật thọ ký. Việt dịch: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Giảng giải: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, tiếp thụ và giữ tâm chú, có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, mọi người được dự báo sẽ được thành Phật. Tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Nếu các ông chưa có quả vị, Phật cũng sẽ xoa lên đầu các ông và dự báo sẽ thành Phật. Kinh văn: Thập phương Như Lai y thử chú tâm, năng ư thập phương bà tế quần khổ, sở vị địa ngục ngạ quỷ súc sanh, manh lung ám á oán táng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quần xí thịnh, đại tiểu trừ hoại, đồng thời giải thoát, tặc nan bình nạn, vương nan ngục nạn, phong thủy hỏa nạn, cơ khát bần cùng, ưng niệm tiêu tán. Việt dịch: Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mù điếc ngọng cầm, các khổ oán táng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh, các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, nạn giặc nạn binh, nạn vua nạn ngục, nạn gió lửa nước, những đói khát bẩn cùng liền được tiêu tán. Giảng giải: Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ: một sinh, hai tuổi già, ba đau bệnh, bốn chết, năm yêu nhau phải xa cách, sáu phải gần gũi với người mình oán ghét, bảy cầu chẳng được, tám khổ do thân tâm, năm ấm sinh trưởng quá mạnh. Ngoài ra còn có 8 nỗi khổ khác: 1 khổ của địa ngục, 2 khổ của quỷ đói, 3 khổ của loài vật, 4 khổ vì đùi điếc hoặc câm, 5 khổ vì sinh nơi Bắc Câu Ly Châu, 6 khổ vì sinh vào lúc thế gian không có Phật, 7 khổ vì tranh luận tri thức và khả năng trong thế gian, 8 khổ vì tái sinh trong cõi trời thọ mạng quá lâu dài. Chúng sinh trong cõi Bắc Câu Ly Châu có thọ mạng rất lâu, đời sống trung bình cả ngàn tuổi, cư dân nơi đây rất an lạc, bình đẳng. Khổ ở đây là không được thấy Phật, nghe Pháp hoặc có được tăng già. Do đó sống ở đó cũng là một trong 8 nỗi khổ. Sự thật chúng sinh nơi các cõi trời, mặc dù có thọ mạng lâu dài nhưng nếu không gặp được tam bảo thì cũng xem là khổ vậy. Tranh luận về tri thức và khả năng trong thế gian bao hàm nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, chẳng hạn phạm khoa học. Họ cố gắng trình bày giải thích những nguyên tắc, phù nguyên tắc và lý do thì không đâu vào đâu.
như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù điếc, ngọng câm đều thuộc tám nỗi khổ. Các khổ quán táng hội, quý vị không ưa người nào đó và muốn tránh đi, tìm nơi khác, nhưng rồi lại gặp phải người đáng chán như trước đó, hoặc như ái biệt ly, quý vị đặc biệt yêu thích người nào nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa lìa họ. Cầu bất đắc là tìm không được điều như ý, tâm sinh ra thất vọng khổ não. Ngũ ấm xí thạnh, năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, khi thịnh thì bừng lên như lửa cháy. Các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, có thể đó là sự đột tử, hoặc tai nạn xe cộ, hoặc bị sát hại. Những khổ khác như nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói khát bần cùng liền được tiêu tán. Kinh văn: Thập phương Như Lai tùy thử chú tâm, năng ư thập phương sự thiện trí thức, tứ vi nghi trung, cúng dường như ý, hằng gia Như Lai hội trung thôi vi, đại pháp vương tử. Việt dịch: Mười phương Như Lai theo tâm chú này có thể nơi mười phương phụ sự các thiện trí thức, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử. Giảng giải: Mười phương Như Lai theo tâm chú này có thể nơi mười phương phụng sự các thiện trí thức, các bậc thiện trí thức đều được cúng dường và phụng sự, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, khi hành lễ tam bảo họ đều thực hiện theo đúng pháp. Trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử, trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử. Đấy là những môn đồ ưu việt của Đức Phật. Kinh văn: Thập phương Như Lai hành thử chú tâm, năng ư thập phương nhiếp thọ thân nhân, lịnh chư tiểu thừa, văn bí mật tạng, bất sanh kinh bố. Việt dịch: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Giảng giải: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân. Đức Phật có sau loại quyến thuộc, đấy là những người đầu tiên học đạo và được gần gũi Phật. Tại sao? Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo xong, Ngài liền đi đến vườn Nai để gặp lại 5 vị tỳ kheo. Những vị tỳ kheo ấy nguyên là quyến thuộc của Phật từ trong đời quá khứ và trong đời hiện tại. Họ đều được Phật dạy, khiến cho các hàng tiểu thừa, đấy là những quyến thuộc của họ, chìm đắm trong các pháp tiểu thừa, nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Khi được nghe tạng bí mật của Phật, tức giáo pháp đại thừa, họ sẽ không còn sợ hãi. Kinh văn: Thập phương Như Lai tụng thử chú tâm thành vô thượng giác, tọa bồ đề thọ, nhập đại niết bàn. Việt dịch: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Giảng giải: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, làm thế nào các Như Lai trong mười phương trở thành Phật? Đấy là do tụng tâm chú này. Tụng có nghĩa là lặp lại từ trí nhớ, chứ không phải nhìn vào sách đọc. Thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề và thành vị Phật vì tụng tâm chú này và vào đại niết bàn. Kinh văn: Thập phương Như Lai truyền thử chú tâm ư diệt độ hậu, phó Phật pháp sự, cứu cánh trụ trì, nghiêm tịnh giới luật, tất đắc thành tịnh. Việt dịch: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh thảy đều được trong sạch. Giảng giải: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo. Sau khi Phật vào niết bàn, mọi người đều y theo pháp tu tập và phụng sự Phật pháp, giới luật nghiêm tịnh thảy đều được trong sạch. Nhờ vào uy lực của chú mà mọi người đều được trong sạch và trọn vẹn. Kinh văn: Nhược ngã thuyết thị Phật đảnh quang tụ, bát đát là chú tùng đán trí mộ, âm thanh tương liên tự cú trung gian, diệt bất trọng điệp, kinh hằng xa kiếp trùng bất năng tận. Việt dịch: Nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ bát đát là này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông hàng, rốt cùng không thể dứt hết. Giảng giải: Nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ bát đát là này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ những câu cũng không trùng điệp. Câu chú bát đát là liên hệ với chú Lăng Nghiêm, đấy là chú kiên cố, là chú đại bạch tán cái, trải qua kiếp số như các sông hằng, rốt cùng không thể dứt hết. Tôi không sao giảng giải cho hết công đức và sự kỳ diệu của tâm chú Lăng Nghiêm được. Kinh văn: Diệp thuyết thử chú danh Như Lai đảnh,
Việt dịch, chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh. Giảng giải, chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh, đấy là tên gọi của bài chú. Kinh văn: Nhữ đẳng hữu học vị tận luân hồi, phát tâm trí thành thú hướng A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất trì thử chú nhi tọa đạo tràng, đinh kỳ thân tâm viễn trừ ma sự, vô hữu thị xứ. Việt dịch: Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xả rời được các ma sự thì không thể được. Giảng giải, hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, vẫn bị vây hãm trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, và phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông muốn đạt được quả vị A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. Như ông muốn được thành A-La-Hán hoặc muốn ngồi vào đạo tràng để thành Phật, thân tâm xa lìa ma sự nhiễu loạn mà không chỉ thần chú này thì không thể được. Kinh văn: A Nan, nhược trừ thế giới tùy sở quốc độ, sở hữu chúng sanh tùy quốc sở sanh, hòa bì bối diệp chỉ tố bạch điệp, thư tả thử chú chữ ư hương nàng, thị nhân tâm hồn vị năng tụng ức, hoặc đái thần thượng hoặc thư trạch trung, đường trì thị nhân tận kỳ danh niên, nhất thiết chư đọc sở bất năng hại. Việt dịch: A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh tùy cõi nước mình sinh ra, như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tăm từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ đọc không thể hại được. Giảng giải: Đây là luận về chức năng của chú. A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh chỉ chung cho các chúng sanh trong cõi này và tất cả các thế giới khác, tùy cõi nước mình sinh ra, có thể đó là nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái, Miến Điện, Tích Lan hoặc một khu vực nào khác, họ có thể viết trên các loại như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này. Vật dùng để viết không phải là vấn đề quan trọng, và người ta có thể viết một cách cẩn thận, kính cẩn, hoặc viết tháo cho nhanh, sau đó đựng trong túi thơm. Nếu người đó tối tăm từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ đọc không thể hại được. Nếu người đó không có trí nhớ tốt hoặc đầu óc mơ hồ không tụng chú được thuận lợi, họ có thể viết chú cho vào túi nhỏ đeo bên người hoặc treo trên tường nhà. Làm được vậy, người đó suốt đời không bị độc hại. Kinh văn: A Nan, ngã kim vị nhữ cánh thuyết thử chú, cứu hộ thế gian đắc đại vô úy, thành tựu chúng sanh xuất thế gian trí. Việt dịch: A Nan, này ta vì ông tiên lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, này ta vì ông tuyên lại chú này, tức là chú Lăng Nghiêm, cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh, thực hiện trọn vẹn những mong muốn của các chúng sanh, nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người được thành tựu trí xuất thế gian. Kinh văn: Nhược ngã diệt hậu mà thế chúng sanh, hữu năng tự tụng, nhược giáo thả tụng, đương trì như thị, tụng trì chúng sanh, hỏa bất năng thiêu, thủy bất năng nhược, đại độc tiểu độc, sở bất năng hại. Việt dịch: Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được, nước không đắm được, các độc lớn, độc nhỏ đều không hại được. Giảng giải: Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp, kể cả mọi người chúng ta nơi đây, có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được. Người đó có thể tụng chú theo trí nhớ hoặc chỉ dạy cho người khác cũng theo trí nhớ. Người tụng chú theo trí nhớ hoặc đọc theo ghi chép, người đó sẽ không bị nạn lửa thiêu đốt và nước không đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. Kinh văn: Như thị nãi trí, long thiên quỷ thần, tinh kỳ ma mị, sở hữu ác chú, dài bất năng trước, tâm đắc tránh thọ, nhất thiết chú chớ, yểm cổ độc dược, kim độc ngân độc, thảo mộc trùng xà, vạn vật độc khí, nhập thử nhân khẩu, thành cam lộ vị. Việt dịch:
Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ tất cả mọi chú chớ yểm cổ thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn và miệng người ấy đều thành vị cảm lộ. Giảng giải. Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tất cả mọi loài ma quỷ đều dùng chú chớ. Có năm đại chú mà tôi đã nói qua, đó là Chơ Tua Ni Ơ Cha La Mi Li Chư Vua Li Tan La Ye Ninh Chia Li, biểu hiện cho năm phương, năm bộ và năm vị Phật. Đấy là ngũ đại tâm chú, quý vị không nên xem thường. Tâm chú ấy là của chư Phật trong năm phương. Nó có công năng hủy diệt mọi chú chớ của các loài ma quỷ. Tâm người ấy được chính thụ. Khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được chánh định tất cả mọi chú chớ, mọi chú thuật của thiên ma và quyến thuộc đều không thể gây hại cho quý vị. Yếm cổ, đây là một loại phù chú ở khu vực Đông Nam Trung Quốc hoặc Đông Nam Châu Á như Miến Điện, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nơi khác. Phù chú sử dụng gọi là cổ, làm cho mê hoặc đờ đẫn, căn bản là chú thuật. Nếu quý vị ăn phải loài độc đó, quý vị hoàn toàn không lệ thuộc họ, phải làm những gì họ sai khiến, nếu chống lại chỉ có nước chết. Ở Australia, trong các vùng núi có tôn giáo đã dùng chú thuật thu nhỏ đầu người cỡ quả trứng và họ trưng bày như biểu hiện uy lực của phù thủy vậy. Trong thế giới mênh mông này có rất nhiều sự việc siêu nhiên. Quý vị đừng cho rằng mình không thấy thì dứt khoát không tin là nó có thực. Nếu ai đó không tin thì thực là ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói vậy? Có nhiều sự việc quý vị không bao giờ nhìn thấy được. Còn như muốn tìm hiểu, chứng kiến tận mắt rồi mới tin thì e là đến cuối đời mình cũng không biết được. Trước khi nước Mỹ tìm thấy, đã có người biết khu vực ấy là hiện hữu. Nhưng nếu quý vị gặp ai đó và cố gắng giải thích rằng có một lục địa khác, cũng có núi, có sông, có cư dân thì chắc chắn họ sẽ không tin. Thế nhưng cho dù họ có không tin, từ xứ sở Mỹ vẫn hiện hữu ở nơi xa xôi kia. Cũng vậy, quý vị không tin vào những chuyện lạ vì cho là vô lý. Nhưng thực sự không phải vậy. Chúng ta thường phủ nhận những gì mình không chứng kiến, căn bản là vì quý vị không nhận thức rõ về sự thực thế giới này. Một người bị yếm cổ chủ dập thì khó lòng thoát khỏi, còn như chống lại ắt sẽ chết. Sự độc hại của yếm cổ cùng với thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy, tức những người tụng chú Lăng Nghiêm, sẽ đều thành vị cảm lộ. Nếu quý vị đề nghị tôi muốn thử nghiệm điều ấy, quý vị vẫn chưa thực sự tụng chú Lăng Nghiêm. Khi nào quý vị bắt tay thực hiện và thấy có hiệu quả kỳ diệu, khi ấy chúng ta có thể thử nghiệm được, còn như chưa đạt đến độ ấy thì không nên. Kinh văn. Nhất thiết ác tình tịnh trừ quỷ thần, ác độc tâm nhân ư như thị nhân, bất năng khởi ác tần na dạ ca, trừ ác quỷ vương, tịnh kỳ quyến thuộc, gia lĩnh thâm ân, thường gia thủ hộ, Việt dịch. Tất cả ác tình cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Tần na dạ ca và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn, ủng hộ, giảng giải. Đã chưa có nói về các loại độc khi vào miệng người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì nó thành vị cam lồ. Căn bản là những loại độc đó đã biến đổi vị. Sự biến đổi ấy là do người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm. Tất cả ác tinh liên hệ với nhiều sao dữ như chư đầu và bạch hổ tinh hoặc sao tương tị rất xấu, có thể gây chết người. Nhưng các loại sao ấy không thể gây hại. Cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người, có người nói họ không tin có quỷ, họ không thấy nên không tin. Nếu nhìn thấy họ không thể không tin, cho dù có không muốn tin cũng phải tin thôi. Lòng giữ là một loại thuốc độc rất nguy hại, nhưng nó có ngấm vào tim một người chỉ chú Lăng Nghiêm cũng sẽ chẳng gây hại gì, cho nên đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Sự độc hại trong tim người đó đã được chuyển hóa. Tần Na Dạ Ca được nói đến trong phần Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là vị quỷ thần thường hiện thân mình người đầu heo hoặc đầu voi, trông rất dữ dằn xấu xí. Và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Các quỷ vương và thần hộ pháp thấm nhuần lòng từ sâu xa của Phật trong quá khứ nên thảy đều ra sức gìn giữ, bảo hộ người tụng chú Lăng Nghiêm này. Kinh văn. A Nan đường trì thị chú thường hữu, bát vạn tứ thiên,
Na Do Tha Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát Chủng Tộc Nhất Thiết Giải Hữu Chư Kim Cang Chúng Nhi Vi Quyến Thuộc Chú Dạ Tùy Thị. Việt dịch: A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 Na Do Tha Hằng Sa Câu Chi Chủng Tộc Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, mỗi mỗi đều có các chúng kim cang làm quyến thuộc đêm ngày theo hầu. Giảng giải: Na Do Tha là một trong 14 số lớn nhất. Trong ngôn ngữ Sanskrit, có người nói Na Do Tha bằng 1 tỷ tỷ, người khác cho là 10 tỷ tỷ. Nói chung, nhìn chung, đó là con số rất lớn. Hàng xa câu chi tương đương 1 tỷ tỷ. Không chỉ Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ trì thần chú, mà các quyến thuộc của Kim Cang cũng đều tham gia bảo hộ. Đêm cũng như ngày luôn theo giúp người tụng chú lăng nghiêm. Lời nguyện của các Bồ Tát như sau: Nam mô 10 phương Phật, Nam mô 10 phương Pháp, Nam mô 10 phương Tăng, Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Đỉnh Tối Thắng Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 84.000 là chỉ số lượng lớn, có nhiều vô số. Thực sự không chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát và các quyến thuộc, mà còn rất nhiều Bồ Tát khác cũng theo bảo hộ. Kinh văn: Thiết hữu chúng sanh, ư tán lạ tâm, phi tạm ma địa, tâm ức khẩu trì, thị Kim Cang Vương, thường tùy tòng bỉ, trừ thiện nam tử, hà huống quyết định, bồ đề tâm giả, thử trừ Kim Cang, Bồ Tát Tạng Vương, tình tâm uẩn tốc, phát bỉ thần thức. Việt dịch: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, chứ không phải tạm ma địa, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các Kim Cang Vương cũng thường theo bên thiện nam tử kia, huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định. Các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Giảng giải: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, tư tưởng rời rạc không tập trung được, chứ không phải tạm ma địa, tâm niệm định trì, nhưng tâm nhớ niệm trì chú này, người ấy nhớ đọc chú lăng nghiêm của Phật, thì các Kim Cang Vương, các vị Bồ Tát cũng thường theo bên thiện nam tử kia, tức những người tâm tán loạn nhưng tụng thần chú này, huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định. Người có tâm bồ đề kiên cố sẽ được các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Các Bồ Tát sẽ âm thầm giúp đỡ, và họ sẽ làm gì? Đấy là giúp quý vị phát huy trí tuệ, ý thức tản mạn của quý vị dần dần được tập trung và chú định, sau đó sẽ đạt được khả năng thiền tịnh. Sự gia hộ giúp đỡ của các Bồ Tát đều âm thầm không thể thấy biết được. Kinh văn: Thị nhân ưng thời, tâm năng ký ức, bát vạn tứ thiên hằng hà xa kiếp, châu biến liễu trì, đắc vô nghi hoặc. Việt dịch: Người ấy lên khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết khắp cùng được không nghi hoặc. Giảng giải: Khi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát thẩm giúp người ấy phát huy trí tuệ, thì người ấy lên khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết khắp cùng được không nghi hoặc. Họ hiểu biết rất rõ những sự việc xảy ra trong suốt quá khứ rất lâu xa, chỉ không còn nghi ngờ. Điều ấy có nghĩa họ được định trong đời sống quá khứ, biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kinh văn: Tùng đệ nhất kiếp, nãi trí hậu thân, sanh sanh bất sanh, dược xòa la sát, cập phú đàn na, ca trà phú đàn na, kiêu bàn trà, tì xá giả đẳng, tịnh trừ ngạ quỷ, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, như thị ác xứ. Việt dịch: Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa, la sát, phú đàn na, ca trà phú đàn na, kiêu bàn trà, tì xá già, cùng các loại ngạ quỷ, có hình không hình, có tưởng không tưởng và những nơi giữ như thế. Giảng giải: Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, tức là đến khi thành Phật, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa. Họ vẫn còn tới lui sanh tử nhưng không sanh vào các nẻo giữ như dược xoa, tiệp tật quỷ, cũng không sinh vào la sát. Một loài quỷ giữ ăn thịt người, khi có người chết, loài quỷ này dùng bùa chú làm cho xác chết thành thịt tươi sống và ăn lấy. Họ cũng tránh phải vào đường phú đàn na, xú ác quỷ. Nếu quý vị gặp phải loài quỷ này, quý vị sẽ phát sốt ngay. Người ấy cũng không sinh làm ca tra phú đàn na, loài quỷ có mùi cực thối. Đấy là mùi hôi thối cực mạnh, chắc chắn là quý vị chưa từng biết đến. Nếu người phải sẽ bị nôn tháo tức khắc. Loài quỷ này cũng là nguyên nhân gây nên cảm sốt, cơn nóng sốt lên đến 120 độ hoặc cao hơn, sức nóng có thể đốt cháy cả xương người. Người đó không sinh làm kiêu bàn trà,
còn gọi là quỷ bí đao, loài quỷ chuyên hút tinh khí người. Khi quý vị ngủ, chúng hiện đến và hút lấy tinh khí làm cho tê liệt đi. Quý vị có mở mắt ra tìm thì cũng chẳng động đậy hay nói năng gì được. Loài quỷ này rất hung dữ, chúng có thể giết người và hút lấy tinh lực. Nếu một người có dương khí thịnh, chúng quay sang hút âm khí. Thế nào là dương? Dương ở con người có nghĩa luôn luôn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc trong tự tánh của quý vị. Đấy là kinh nghiệm cực hỷ trong tánh sở hữu. Còn như tự tánh của mình lúc nào cũng lo buồn rầu rĩ, bị nhiều áp lực, luôn chịu nhiều đau khổ dày vò thì đó là âm. Âm là thuộc tính của quỷ, dương là thuộc tinh thần. Ưu thế của dương là tinh thần, ưu thế của âm là quỷ. Người tu học Phật có lực dương trong sạch và nhẹ nhàng. Đối với một người quá thịnh âm thì lực hắc ám. Người thiện họ có luồng khí trắng vây quanh, người xấu ác thì quanh họ chỉ là hắc ám đen tối. Người tụng thần chú này cũng không sinh làm tỳ xá già. Tỳ xá già là loài quỷ ăn khí huyết con người. Đây là loài quỷ cực hung ác, không có chút lương thiện. Hầu hết quỷ là loài xấu là ác, nhưng trong số cũng có quỷ nhân từ như Bồ Tát, chẳng hạn như quỷ vương ra sức trừng trị các quỷ khác. Họ không sinh vào cùng các loài ngạ quỷ. Đây là loại quỷ đói, có loài quỷ bụng rất to, có loài quỷ cổ họng nhỏ như cây kim, có hình không hình, và loại có thân hình, có loại không thể nhìn thấy. Chúng không có thân hiện thực, loài quỷ ấy vô hình nhưng có ý thức, chúng ta không thể thấy. Nhưng nếu quý vị có ngũ nhãn, năm loại mắt, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và lục thông, sáu loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ắt sẽ dễ dàng nhận thấy chúng. Có tưởng không tưởng, có vài loại khả dĩ suy tưởng, có loại không thể nghĩ tưởng, chúng như gỗ như đá. Và một người trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ không sinh vào những nơi dữ như thế. Từ đời này cho đến đời sau, họ không bao giờ sinh vào các nơi có quỷ đói hoặc các loài quỷ khác. Kinh văn: Thị thiện nam tử, nhược đọc, nhược tụng, nhược thư, nhược tả, nhược đái, nhược tạ, trừ sắc cúng dường, kiếp kiếp bất sanh, bẩn cùng hạ tiện, bất khả lạc xứ. Việt dịch: Thiện nam tử đó hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Giảng giải: Thiện nam tử đó hoặc đọc chú từ sách, hoặc tụng theo trí nhớ, hoặc viết cẩn thận, hoặc chép, hoặc đeo bên mình người ấy, hoặc giữ lại trong nhà, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, cúng dường chú Lăng Nghiêm do hóa thần Phật tuyên thuyết, tốt nhất là dùng các loại hương hoa, đèn nến, trái cây, như vậy thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Tôi từng nói, nếu quý vị nhớ rõ chú Lăng Nghiêm, tức tâm trí thông thuộc từng câu chữ, thì khi chỉ chú, quý vị sẽ vào được chánh định, tụng đọc được một cách lưu loát trôi chảy, ít nhất quý vị cũng có được sức khỏe trong 7 đời. Nếu quý vị liên tục tụng chú như vậy, từ đời này đến đời sau, quý vị sẽ có sức khỏe trong 7 đời, hoặc 700, hoặc 7.000, hoặc cả 7 triệu đời đều có được sức khỏe. Hẳn nhiên cũng không phải là cố định như vậy. Khi quý vị muốn mình là người khỏe mạnh, tất nhiên sẽ được. Có khi quý vị cảm thấy đầy đủ và hài lòng về chính mình, bởi vì các tỷ phú cũng có vấn đề riêng của họ mà chúng ta không thích. Khi quý vị có thể thành Phật, và một khi đã thành Phật rồi thì chẳng còn vấn đề gì. Đấy là trong trạng thái như nhiên bất động, người mãi luôn ngời sáng rõ ràng. Một người trì chú và trân trọng bằng mọi cách sẽ không sinh vào các nẻo khổ không có ưa thích. Quý vị không thể xa vào các nẻo như vậy, cho dù có muốn cũng không được. Tại sao? Đấy là do chú Lăng Nghiêm thúc đẩy, nhắc nhở quý vị không được vào đường xấu ác như thế. Kinh văn: Thử chư chúng sanh túng kỳ tự thân, bất tác phước nghiệp, thập phương Như Lai sở hữu công đức, tất giữ thử nhân. Việt dịch: Các chúng sinh đó, cho dù chính mình không tàng việc phúc, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Giảng giải: Các chúng sinh đó tụng và trì chú Lăng Nghiêm, cho dù chính mình không làm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện hoặc có được niềm vui. Khi ấy mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc đọc hoặc biên chép, họ không được may mắn, các Phật trong mười phương sẽ ban cho họ. Kinh văn: Do thị đắc ư, hằng hà sa a tăng kỳ bất khả thuyết kiếp,
thường giữ chư Phật đồng sanh nhất xứ, vô lượng công đức như ác xòa tụ, đồng xứ huân tu vĩnh vô phần tán. Việt dịch, do vậy họ được trong những kiếp hằng xa A Tăng Kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xòa, cùng một chỗ huân tu hằng không phần tán. Giảng giải, do vậy họ được trong những kiếp hằng xa A Tăng Kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật. Hằng xa là các sâu hằng, chỉ số lượng rất nhiều. A Tăng Kỳ cũng là số lượng lớn, có nghĩa vô số trong ngôn ngữ Sanskrit. Đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu hằng không phần tán. Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh, mà là sinh vào thời có Phật trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. Sống vào thời có Phật tất sẽ có được vô vàn công đức. Quả ác xoa, Amala, mỗi chùm có ba quả liền nhau, không thể tách riêng ra được. Cũng vậy, những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao giờ xa rời khỏi Phật. Kinh văn: Thị cố năng linh, phá giới tri nhân, giới cần thành tịnh, vị đắc giới giả, linh kỳ đắc giới, vị tinh tấn giả, linh đắc tinh tấn, vô trí tuệ giả, linh đắc trí tuệ, bất thanh tịnh giả, tốc đắc thành tịnh, bất trì trai giới, tự thành trai giới. Việt dịch: Vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được thành tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thành tịnh chóng được thành tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Giảng giải: Vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được thành tịnh. Ngay cả người phá giới cũng được giới trở lại nếu như người đó thật lòng trì tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày. Về căn bản, người nào phá giới sẽ không được cứu độ, nhưng nếu tụng chú này thì giới căn sẽ được thành tịnh. Tụng ở đây không có nghĩa là đọc tụng cho qua, mà tâm ý quý vị phải hoàn toàn tịnh chỉ khi chỉ chú như tôi đã nói qua. Khi chú khởi từ tâm và quay trở về tâm quý vị, điều đó có nghĩa là tâm chú, tâm của chú, tâm của chú, tâm chú, chú và tâm của quý vị trở thành một, không có sự phân biệt đôi đường. Quý vị đừng quên, đấy là sự tự tụng quý vị không tụng, nhưng nó vẫn đang tụng. Quý vị đang tụng, nhưng hầu như quý vị không hiện diện. Ngay cả khi không muốn tụng, nó vẫn đang đọc tụng. Chúng ta đang nói về tụng chú trước khi giảng kinh, và đấy là cách đặt định căn bản để ra một cách thức cho quý vị. Hẳn nhiên đây cũng không hẳn là lúc giảng về chú, quý vị có thể tụng thần chú bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là loại trừ đi mọi nghĩ tưởng để chỉ tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm, là tâm chuyên nhất. Sự đọc tụng thành liên tục và không có suy nghĩ gì khác, giống như dòng nước miên man xuôi chảy và con sóng này nối tiếp con sóng khác, như cơn gió thoảng qua không hình bóng, nhưng tất cả đều biết nó đang hiện diện. Dòng nước trôi xuôi và gió thoảng, sướng âm vang giáo lý đại thừa. Âm thanh của nước là gió, nói lên giáo pháp đại thừa, và tất cả đều là tâm của thần chú Lăng Nghiêm. Người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thanh tịnh chóng được thanh tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới, tự thành có trai giới. Người chưa tinh tấn, chưa học hỏi nghiên cứu giáo lý Phật cũng có thể khởi phát sức mạnh do tụng chú Lăng Nghiêm một thời gian dài. Người không trí tuệ sẽ được trí tuệ. Xem thế, một kẻ có ngốc nghếch, tâm trí chậm lụt cũng được mở mang sáng suốt. Kẻ chẳng thành tịnh sẽ mau chóng được thành tịnh. Nếu quý vị có tu dưỡng và chưa được thành tịnh, nếu quý vị phá giới, bỏ ngang việc ăn chay, phạm sự bất tịnh một thời gian dài, nhưng nếu quý vị không quên tâm chú này, cũng vẫn mau chóng được thành tịnh trở lại. Một khi muốn thay đổi, chúng ta sẽ được thành tịnh. Tôi chẳng biết ở đây có nhiều vị thích học Phật, nhưng thân tâm chưa được thành tịnh. Điều đó cũng không sao, chỉ e là quý vị không chịu học. Vì nếu học sẽ có lúc quý vị trở nên thành tịnh. Còn như quý vị không chịu học, nói tôi không muốn trở nên thành tịnh, tôi không muốn mạnh mẽ, tôi thích lười, tôi không biết gì hơn. Nếu thế thì chẳng còn gì để nói. Đấy có thể là nguyên do người ta không trì trai để thành người ăn chay theo cách tự nhiên. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm đến độ tâm ý hoàn toàn chú định khi ấy, cả gió cũng chẳng thổi qua, mưa không sao thấm ướt, chừng ấy quý vị không trì trai thì quý vị vẫn tự động ăn chay. Tại sao? Vì tư tưởng quý vị không tản mạn rời rạc, gốc rễ ham muốn không còn, những ưa thích các món thịt cá không còn khuấy động tâm quý vị. Kinh văn:
A Nan, thị thiện nam tử, trì thử chú thời, thiết phạm cấm giới, ư vị thọ thời, trì chú chi hậu, chú phá giới tội, vô vấn kinh trọng, nhất thời tiêu diệt. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Giảng giải: đoạn này giải thích rất rõ ràng. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, nếu như hiện tại trì chú nhưng trước đó từng phạm giới, phá giới, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Tất cả mọi giới hạnh bất tịnh đều không còn, ngay cả bốn giới ba la di cũng vậy. Ba la di là một trọng tội không thể hối cải được, nhưng nếu tụ chú lăng nghiêm, người ấy sẽ được bảo vệ và trở nên trong sạch, giống như nước sôi dưới vào nắm tuyết vậy. Kinh văn: túng kinh ẩm tiểu thực đạm vũ tân trùng trùng bất tịnh, nhất thiết chư Phật Bồ Tát Kim Cang, thiên tiên quỷ thần bất tướng vi quá. Việt dịch: dù đang uống rượu ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch, tất cả các Phật, Bồ Tát, Kim Cang, thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Giảng giải: ngũ tân là năm thứ tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, là những loại gia vị phổ biến. Các loại này đều có hương vị nồng, ăn vào dễ phát dâm và nóng tính. Nhưng dù đã uống rượu ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch trước đó, khi đã trì chú thì tất cả các Phật, Bồ Tát, Kim Cang, thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Quý vị thường tụng và trì chú lăng nghiêm, các Phật, Bồ Tát và Pháp Sư đều không trách quý vị trước đó là không trong sạch. Kinh văn: thiết trước bất tịnh phá tệ y phục, nhất hành nhất trụ tất đồng thành tịnh, túng bất tác đàn bất nhập đạo tràng, diệt bất hành đạo, tụng trì thử chú hoàn đồng nhập đàn, hành đạo công đức vô hữu dị dã. Việt dịch: dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi việc đứng thảy đồng như thành tịnh, dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo chẳng có khác gì. Giảng giải: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi việc đứng. Trong đoạn trước nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt 3 tuần, quý vị cũng sẽ trở nên trong sạch, bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên, vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y mới khi vào đàn? Thực sự chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng. Việc tu tập có thể bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu dưỡng, mà chỉ tụng chú này, đấy là tất cả những gì mọi người có thể tu tập, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo chẳng có khác gì. Nếu quý vị tụng chú lăng nghiêm, thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng, hành đạo vậy. Thực sự cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. Kinh văn: nhược tạo ngũ nghịch vô gián trọng tội, cập trừ tỳ kheo tỳ kheo ni, từ khí bát khí, tụng thử chú dĩ, như thị trọng nghiệp, do như mãnh phong, suy tán giả tụ, tất dài diệt trừ, cánh vô hào phát. Việt dịch: dù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội thứ khí bát khí của tỳ kheo tỳ kheo ni, khi tụng chú này rồi, thì như cơn gió mạnh thổi tàn đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Giảng giải: dù gây tội nặng như ngũ nghịch vô gián, trong Phật đạo có 5 tội rất nặng: 1 giết mẹ, 2 giết cha, 3 giết bậc A-la-hán, 4 phá hòa hợp tăng, 5 làm chảy máu thần Phật. Nếu làm tổn thương thần Phật bằng con dao hoặc vật nhọn hoặc bất cứ thứ gì làm chảy máu thần Phật đều phạm tội rất nặng. Tôi không còn thấy Phật, Đức Phật đã rời khỏi thế gian, vậy tôi không phạm vào lỗi này. Không phải vậy, bởi vì bôi xóa hoặc phá vỡ hình ảnh Phật cũng gọi là làm chảy máu thần Phật. Ngay cả ảnh Phật cũng vậy, sự hủy hoại hình ảnh Phật khi Ngài không còn tại thế cũng phạm tội. Vô gián là hậu quả của trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị 10 con quỷ đưa đi trừng phạt, nhưng phạm phải 5 tội nặng như đã nêu thì sự trừng phạt rất khốc liệt, kẻ ấy tất phải vào ngục vô gián. Loại địa ngục này tôi cũng đã nói qua, ở đây có rất đông tội nhân, do đó nên còn gọi là vô gián, tức không có khoảng trống.
gọi là vô gián vì tội nhân liên tục chịu khổ đau không bao giờ dừng dứt. Phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ kheo tỳ kheo ni có ba nghĩa: một, khất sĩ; hai, phá phiền não; ba, bố ma. Tỳ kheo ni là thành viên nữ trong tăng già, có bốn tội ba la di là một, dâm; hai, sát; ba, đạo; bốn, vọng ngữ. Đấy là bốn giới căn bản. Nếu phạm phải bất cứ tội nào trong bốn giới ấy đều phải bị loại khỏi tăng già đạo Phật. Điều ấy chẳng khác nào đem Phật phá vứt xuống biển vậy. Bốn tội ba la di thuộc về tỳ kheo. Đối với tỳ kheo ni có tám tội ba la di, ngoài bốn tội thuộc tỳ kheo thêm bốn tội khác: năm, ma xúc; sáu, bát sự; bảy, phú tàng tha; tám, bất tùy thuận. Ma xúc theo giải thích của giới luận là đụng chạm vào thân thể phụ nữ khi có ý dâm. Đối tượng đụng chạm với ý dâm có thể là nữ, là nam, hoặc tỳ kheo ni, người thế tục đều phạm phải trọng tội. Nếu không có lòng ham muốn dâm dục thì không phạm giới. Bát sự tức tám điều ngăn cấm trong ba la di. Tỳ kheo ni khi tiếp chuyện phải luôn ở nơi công cộng thoáng đãng, không được tiếp riêng một người đàn ông nơi vắng vẻ hoặc phòng riêng. Nói chung tỳ kheo ni, một nam một nữ không được ở chỗ riêng với nhau. Khi phạm tội này, tỳ kheo có phần nhẹ hơn tỳ kheo ni. Phú tàng tha, biết đồng hữu phạm tội nhưng cố tình che giấu, không báo cho mọi người biết. Bất tùy thuận, theo luật người xuất gia, mỗi tháng có 2 lần đọc tụng giới bản, vào ngày mùng 1 và ngày 15 trong tháng. Tỳ kheo ni đọc tụng giới phải có tỳ kheo chủ trì, họ không được tự mình tuyết giới. Nếu không làm đúng như vậy thì phạm tội bất tùy thuận. Nhưng nếu người đó phạm phải các tội nặng như vậy, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tan đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Cho dù là phạm tội ngũ nghịch, phạm bốn tội, tám tội ba la di, tụng thần chú này sẽ bay biến tất cả, như một cơn gió mạnh thổi tan đống cát. Đấy là năng lực phi thường của chú Lăng Nghiêm.